vào. Xin chào 9 người đang xem ạ. Thì à, nhựa. Ừ. Hôm em cũng mua ở Vivomart mà. Ừ đấy, thì chị bảo quên mất lại lấy cái nhựa con. Chào 13 người đang xem ạ. Mọi người ơi, vào chia sẻ like cho em nhá. Bắt đầu chia sẻ like để cho số người xem lên đông đông một chút. Còn chơi mini game ạ. Hôm nay em tặng váy ren nhá, cực kỳ là sang chảnh luôn cho chị nào trúng mini game của em ngày hôm nay ạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên giúp em nào, chia sẻ mạnh tay để vào chơi các chị nhá. Hôm nay sẽ tặng luôn cái mẫu váy của em đang mặc này các chị này, tặng luôn váy ren cho các chị luôn. À, cho chị nào ấn theo dõi Facebook chia sẻ like cho em nhá, cho chị nào ấn theo dõi Facebook chia sẻ like cho em ạ. Mọi người chia sẻ like giúp em với mọi người nhá. Chia sẻ like cho em vào trong các nhóm nữa này. Mọi người thấy xinh không ạ? Hôm nay em tặng luôn free cho các chị nhá. Tặng free cho chị nào trúng mini game của bên em ạ. 12 người đang xem với các chị chia sẻ like giúp em đi nào. À, hôm nay điều kiện rất là đơn giản, đó là các chị ấn theo dõi Facebook này, sau đó mọi người chia sẻ cho em vào trong các nhóm chế độ công khai và một lần vào trong trang cá nhân, để khi mốc đầu tiên là mốc 150 người các chị nhá. Mốc đầu tiên để 150 người xem thì em sẽ công bố kết quả và chị nào hôm nay là người trúng thì sẽ được tặng váy của em đang mặc ạ. Mọi người chia sẻ like mạnh lên giúp em nhá. 12 người đang xem mới chia sẻ cho em đi ạ. À, chị Tình như chưa có bài ơi, váy của em mặc thì không có màu trắng chị ạ. Váy này em chỉ có hai màu là màu be và màu hồng thôi chị nhá. Hai màu là màu be và màu hồng thôi, không có màu trắng đâu. Màu be này cũng cực kỳ xinh luôn này chị này. Mẫu này em đang bán là 160.000 nha chị nhá, 160.000. Chị nào ưng mẫu này không ạ? Hôm nay em tặng luôn các chị đây ạ. 17 người đang xem rồi, mọi người chia sẻ like cho em nào. Em chào chị Khánh Huyền nhá. Chào tất cả các chị ạ. Mọi người chia sẻ like giúp em mạnh mạnh lên nào, để cho số người xem lên đông đông một chút, cho lên đông đông một chút để mình còn chơi mini game các chị nhá. Để em bắt đầu em sẽ phổ biến qua về cái thể lệ chơi mini game của bên em cho tất cả các chị cùng chơi. Mọi người chia sẻ like mạnh lên giúp em đi nào, chia sẻ like mạnh lên giúp em đi ạ. 15 người đang xem, mọi người chia sẻ like giúp em nhá. Hôm nay có chị nào muốn được nhận váy free không ạ? À? Chơi như thế nào chị Nguyễn Ngọc ơi, hôm nay điều kiện chơi mini game của bên em nhá, à, sẽ là tặng một cái váy của em đang mặc cho chị nào ấn theo dõi Facebook, chia sẻ like và comment số điện thoại các chị vào đây. Khi mà lên đến mốc 150 người nhá, mốc đầu tiên là mốc 150 người, thì em sẽ ngẫu nhiên em lướt những cái comment mà các chị comment số điện thoại các chị đăng ký Facebook ấy, em chặn tay phải comment của ai, em sẽ đọc tên và số điện thoại người đó lên, thì người đó sẽ được tặng váy các chị nhá. Tặng luôn mẫu váy của em đang mặc này, giá là 160.000 bên em đang bán các chị nhá, váy ren cực kỳ xinh luôn ạ. Em chặn tay phải có chào một của ai sẽ đọc nhá, tên chào số điện thoại người đó lên, thì người đó sẽ được tặng váy các chị nhá. Chào tặng luôn mẫu váy của em nào. Các chị chia sẻ like giúp em đi nào. 22 người rồi ạ, váy đó 63 cân. À, chị Bùi Thủy ơi, váy này 63 cân thì không vừa đâu chị ạ. Nhưng mà em có rất là nhiều mẫu cho 63 cân vừa đấy. Chị theo dõi like và chia sẻ like giúp em, sau đó em sẽ like cho chị xem nhá. Được, chị Ma Tiền. Các chị Ma Tiền đã là cũng vừa là khách mua bên em và vừa là người trúng mini game của bên em rồi. Em đã gửi quà cho chị Ma Tiền đi rồi nhá các chị nhá. Còn hôm nay có chị nào muốn được trúng mini game không ạ? Muốn được trúng mini game để tặng váy thì các chị vào đây comment thế nào. Các chị chỉ cần thấy hiện thông báo là em đang phát trực tiếp nhá, thì các chị có thể vào các chị comment và các chị chơi mini game luôn. Các chị chỉ cần ấn theo dõi Facebook này, ấn theo dõi Facebook xong mọi người chia sẻ like cho em ạ. Chia sẻ like cho em vào trong các nhóm chế độ công khai thật là nhiều lần, để cho cái sự tương tác giữa nick em và nick các chị nó sẽ cao hơn, comment nó sẽ không bị ẩn nhá. Chị Nhung ơi, em ở Hà Nội và em nhận ship code toàn quốc đồng giá 30.000. Em nhìn thấy chị Linh Nguyệt ạ. Ok, hôm chị lấy váy đẹp lắm. Ok, em cảm ơn chị Bùi Thủy các chị nhá. Vào chơi mini game với em đi nào. Hôm nay em tặng váy cho các chị luôn ạ. Tặng free mẫu của em mặc luôn. Có chị nào thích không? 32 người đang xem rồi. Bắt đầu chơi nhá các chị nhá. Có vẻ bây giờ lên đông đông một chút nhá. Em nói qua về thể lệ một chút cho các chị bắt đầu chơi lại này. Các chị ơi, hôm nay bên em chơi mini game tặng luôn mẫu váy của em đang mặc này. Tặng luôn mẫu váy của em đang mặc có giá là 160.000. Cho chị nào làm đầy đủ điều kiện cho em là ấn theo dõi Facebook này, chia sẻ like và các chị comment số điện thoại mà các chị đăng ký Facebook vào đây nhá. Comment
số điện thoại mà mình đăng ký Facebook vào đây. Thật là nhiều một người, các chị được comment nhiều lần các chị nhá. Ai là người comment nhiều hơn thì người đó sẽ lợi hơn. Bởi vì là khi mà lên cho em mốc 150 người thì em sẽ lướt comment. Và khi các chị comment nhiều ấy thì cái cơ hội mà em lướt vào comment của các chị nó sẽ cao hơn các chị nhá. Cho nên là comment thật nhiều và chia sẻ thật nhiều để cho số người xem tăng lên nhanh, để em còn chuyển qua nhiều mốc mini game khác các chị nhá. Giúp em đi nào, cho mình xem váy ren trắng tầng. Chị Tình Như chưa có bài ơi, váy ren trắng tầng đây nha chị nhá. Đây mẫu này của em là váy ren trắng tầng, mã số là 25 chị ạ. Mã số 25 của bên em này có giá là 160.000 chị nhá. Mẫu này là 160.000, cực kỳ xinh luôn. Chất là chất ren mềm các chị nhá. Chất là chất ren mềm này, rất là cái này co giãn, dưới 60 cân là vừa nhá. Dưới 60 cân là vừa. Ai ưng mẫu này chị Tình Như chưa có bài mà lấy mẫu này thì comment cho em là 25 màu trắng kèm số điện thoại, em chốt đơn cho chị nhá, 160.000 thôi ạ. Các chị chia sẻ like mạnh lên giúp em đi nào, chia sẻ like mạnh lên giúp em. Và comment số điện thoại mà các chị đăng ký Facebook ý các chị ạ. Comment số điện thoại mà mình đăng ký Facebook nha. 37 người đang xem, cho em xem váy ren dài qua đầu gối. À rồi ok Nhung á. Chị ơi chị theo dõi và chia sẻ giúp em, bởi vì là em có rất là nhiều mẫu. Mẫu nào thì em cũng có luôn và em sẽ like từ từ từng mẫu các chị nha. Chị Trúc Huỳnh ơi, nếu như mà bên em đã gọi điện chốt đơn rồi thì em cho hàng đi rồi nha chị nhá. Có màu đỏ không? Chị ơi cái đấy thì em không có màu đỏ đâu chị ạ. Cái đấy mẫu đấy thì nhà em không có màu đỏ đâu chị nhá. Cái đấy em có màu trắng. Cái đấy em có màu trắng thôi. Các chị chia sẻ like cho em đi ạ. Chia sẻ like cho em vào trong các nhóm đi nào. Để em đang chơi mini game các chị nhá. Em đang chơi mini game ạ. Một lần may mắn thì được. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. 50 người đang xem rồi. 50 người đang xem mặc thử thì tí nữa em sẽ like từ từ. Còn bây giờ em sẽ chơi mini game nữa nhá. Em chơi mini game đã các chị ạ. Các chị ơi chia sẻ like mạnh lên nào. 50 người đang xem nhá. Hôm nay khi mà lên đến mốc 150 người nào, cố gắng lên 100 người nữa thôi ạ. Lên rất là nhanh. Nếu như mà mỗi một chị đang xem mà tất cả mọi người đều chia sẻ like cho em, mỗi người chỉ cần 1-2 lần thôi các chị nhá, tất cả cùng nhau chia sẻ thì số người xem sẽ tăng lên rất là nhanh đấy ạ. Mốc đầu tiên chỉ 150 người thôi. 150 người thì em sẽ tìm ngay ra một chị ngẫu nhiên comment số điện thoại các chị vào đây để tặng váy nào. Em comment, em sẽ lướt comment ngẫu nhiên các chị nhá. Em công khai luôn, em sẽ công khai luôn kết quả trên cái live stream này. Em lướt phải comment của ai em dơ cho các chị xem. Em đọc luôn tên và số điện thoại người đó lên ạ. Đọc luôn tên và số điện thoại người đó lên và sẽ trao thưởng trực tiếp trên này. Nếu như mà lúc mà em trao giải nhá, mà chị nào mà không có mặt ở đây để nhận quà thì em sẽ hủy bỏ kết quả đó và em trao cho người khác có mặt nhá các chị nhá. Còn em sẽ kiểm tra xem là các chị có làm đầy đủ điều kiện không đấy ạ. Em sẽ kiểm tra xem là các chị có làm đầy đủ là ấn theo dõi Facebook này và chia sẻ like cho em không nhá. Chia sẻ một lần vào trong trang cá nhân để bên em kiểm tra các chị nhá. Một lần vào trong trang cá nhân cũng được để em kiểm tra xem là đã làm đầy đủ điều kiện chưa. Còn thật là nhiều lần vào trong các nhóm để cho số người xem tăng nhanh các chị nhá. Ok, cảm ơn chị Ngọc Dọm nhá. Mọi người ơi, chị Ngọc Dọm đã là khách mua hàng của bên em ý. Chị để lại phản hồi rất là tốt. Thật sự thì bên shop em á, nhiều chị thắc mắc là tại sao váy rẻ thế. Thế nhưng mà em cũng trả lời luôn là tại vì là nhà em chuyên bán sỉ và nhập hàng trực tiếp ở bên Quảng Châu, không qua trung gian các chị nhá. Cho nên là những cái mẫu váy ren này bình thường ở các shop thì người ta đang bán hơn 400, hơn 500 nghìn, nhưng nhà em chỉ bán hơn 100 nghìn cho các chị thôi. Và em đảm bảo chất lượng vẫn y xì như thế luôn các chị nhá. Đây, ren điếc đẹp cho các chị luôn. Mẫu cao bao nhiêu chị Thư Sinh ơi? Em cao 1m62 nhá. Hôm nay phải may mắn thì comment thật là nhiều chơi mini game với bên em nha các chị nhá. 54 người đang xem rồi nào, chia sẻ mạnh lên giúp em nào, cố gắng lên các chị nhá. Từ cố gắng lên mốc 150 người thôi, 55 người rồi. 150 người thôi, chốt mini game 1 và tặng cho một chị váy của em đang mặc nào. Tặng cho một, chia sẻ trang cá nhân với là ok, cảm ơn Bùi Thủy nha. Các chị cố gắng lên, bên em chơi là bên em tặng thật luôn đấy. Các có thể các chị là theo dõi lại những cái like cũ của em cũng được. Những hôm nào mà em chơi mini game em công bố trực tiếp kết quả trên like luôn đấy ạ. Em công bố trực tiếp kết quả trên like cho những chị nào mà trúng giải làm đầy đủ điều kiện các chị nhá. Cho nên hôm nay không biết ai là người làm đầy đủ điều kiện và may mắn của ngày hôm nay để được tặng váy ạ. Hôm nay chị nào muốn được tặng váy nào, chị nào muốn được tặng váy thì vào đây chơi mini game với bên em đi ạ. Ấn theo dõi Facebook các chị nhá. Các chị ấn theo dõi Facebook và chia sẻ like cho em. Tặng luôn cái mẫu váy mà em đang mặc đấy nhá. Có hai màu nha, là màu be và màu hồng. Em đang mặc là màu be này. Giá là 160.000 bên em đang bán, mà tất cả những nơi khác đang bán mẫu này hơn 400.000 các chị nhá. Chia sẻ mạnh lên giúp em đi. 53 người đang xem với mọi người cố gắng lên nào. Mình comment nhưng mà mình vẫn đừng quên chia sẻ. Bởi vì khi mà mình comment mà mình không chia sẻ, để số lượng chia sẻ rất là ít ấy, thì có những người mà các chị ở trong nhóm, các chị không biết là bên em đang live và nó cũng không hiện thông báo ấy. Không biết là đang live thì không biết đường vào xem để chơi
mini game đâu ạ. Chia sẻ cho tất cả mọi người cùng vào chơi nha các chị nhá. Và để em chốt book mini game là 150 người ạ. 150 người tặng luôn mẫu này cho chị nào nhanh tay comment cho em nào. Chị nào nhanh tay comment cho em nhá, là số điện thoại các chị đăng ký Facebook. Phải là số các chị đăng ký Facebook, bởi vì là khi em đọc kết quả lên thì em sẽ lấy luôn cái số đó để em tìm nick các chị ra nhá. Tìm luôn nick các chị ra để còn trao giải cho các chị ạ. Đây là mẫu này xinh cực kỳ luôn. Các chị từ 40 cân cho đến 55 cân là vừa mẫu này nha các chị nhá. 40 cân đến 55 cân là vừa mẫu này. Chị nào mà không chơi mini game ấy, các chị có nhu cầu mua hàng thẳng mà ưng mẫu này thì các chị comment cho em. Đây là mã số 46 của bên em nhá. Mã số 46 giá là 160.000, kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Hai màu là be và hồng các chị nhá. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Còn chị nào chơi mini game với em ạ? Chị nào chơi mini game thì chia sẻ mạnh lên, vì bây giờ đang là 60 người đang xem rồi, còn 90 người nữa thôi các chị nhá. 90 người nữa thôi là em chốt rồi, rất là nhanh thôi. Mỗi một người chia sẻ thêm một ít vào trong các nhóm, cùng nhau chia sẻ thì số người xem rất là nhanh đấy ạ. Cố gắng lên mọi người ơi, chia sẻ và comment nhiệt tình vào nào. Một người được comment nhiều lần ạ, một người được comment nhiều lần các chị nhá. Em nhìn thấy tất cả comment của các chị luôn nào. Đầu tiên thì em sẽ chơi mini game đã. Lên đủ cho em mốc 150 người đi ạ. Lên đủ cho em mốc 150 người để em còn chốt mini game 1 nha các chị nhá. Lên đủ mốc 150 người chốt mini game 1 và chuyển sang các mốc mini game khác các chị nhá. Càng lên cao thì sẽ càng nhiều người được trúng thưởng và giá trị phần quà nó sẽ càng cao các chị nhá. Càng lên cao thì sẽ càng nhiều mini game ạ. Các chị cứ theo dõi và chia sẻ đi và chơi với bên em đi. Bên em hôm nào livestream cũng chơi mini game từ đầu live cho đến cuối live luôn nha các chị nha. Chỉ cần mình nhiệt tình thôi, cái này chỉ cần các chị nhiệt tình chia sẻ và nhiệt tình comment vào đây thôi ạ. Cái cơ hội thắng nó lên rất là cao luôn nha. Các chị ơi chia sẻ cho em đi nào, có chị nào ưng mẫu của em đang mặc không ạ? Chị nào ưng mẫu của em, chị Trâm ơi, chị rảnh không ghi một em comment. Chị nào ưng mẫu của em thì các chị comment cho em ạ. Comment cho em đây là mã số 46 các chị nhá. Và chị nào mà có nhu cầu chơi mini game thì các chị cứ comment nha. Chị nào có nhu cầu chơi mini game thì cứ chia sẻ like và comment cho em số điện thoại các chị đăng ký Facebook, để tí nữa khi lên đủ 150 người em chốt mini game 1 ấy thì em sẽ công bố giải nha các chị nhá. Em sẽ công bố giải luôn ạ. Còn em sẽ vẫn kết hợp, bởi vì là có nhiều chị có nhu cầu mua hàng ấy mà các chị không thể đợi lâu để chơi mini game được, cho nên là em sẽ vẫn kết hợp các chị nhá. Kết hợp để cho các chị vừa mua hàng vừa chơi mini game luôn này. Giá là 160.000 chị Bi Hương nhá, 160.000 thôi ạ. Váy 160.000 chị Nguyễn Hạnh nhá. Cái này thì các chị từ 40 cân đến 55 cân là vừa. 40 cân đến 55 cân là vừa. Và các chị ơi em bảo này, các chị những chị nào mà ưng mẫu này thì comment cho em được đúng cú pháp 57 cân. 57 cân thì chị phải cao tầm 1m65 chị ạ. 57 cân phải cao tầm 1m65 thì vừa nhá chị nhá. Các chị ơi chia sẻ like cho em nào. Chia sẻ like mạnh lên giúp em vào trong các nhóm. Em nhờ tất cả các chị là chia sẻ hộ em với, bởi vì là nick em nó đang bị mất một số lượng tương tác khá là lớn ấy, thì nhiều chị cũng không nhận được cái thông báo khi mà em like. Chứ bình thường đợt trước em bật like lên 1-2 phút là đã mấy trăm người xem rồi, nhưng mà đợt này nick em đang bị mất lượng tương tác do Facebook nó đang hạn chế bán hàng mọi người nhá. Cho nên nhờ tất cả các chị giúp em ạ. Nhờ tất cả các chị giúp em là các chị mình cao 1m62. Ô thế vừa chị nhá. 1m62 thì vừa. 57 cân thì chị Trâm nhở. Vừa mẫu này chị nhá. Đây này, bởi vì là em mặc vẫn rộng đây này. Em 47 cân em mặc vẫn rộng mà. Cái này nói chung là nó là dáng xòe cho nên là cũng dễ mặc, và nó là phần eo trên thôi nhá. Bụng biết các chị sẽ ở dưới đây này chị này. Chị ưng mẫu này thì chị comment cho em là 46 kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn thôi nhá. 46 kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn cho màu be, ok chị Nguyễn Hạnh nhá, lấy 46 be này. Chị nào lấy mẫu này thì comment rõ cho em, tất cả những chị nào có nhu cầu mua hàng, các chị comment rõ cho em là mã số kèm màu kèm số điện thoại chung một dòng comment để em chốt đơn cho các chị nhá. Mã số kèm màu kèm số điện thoại chung một dòng comment giúp em. Còn chị nào mà chơi mini game để được tặng váy với bên em ý, thì các chị nhớ là làm đầy đủ điều kiện là ấn theo dõi Facebook và chia sẻ like các chị nhá. Ấn theo dõi Facebook và chia sẻ like. Chị Bi Hương ơi, em có hai màu, đó là màu hồng và màu be chị nhá. Màu hồng và màu be em đang mặc cái này. 160.000 thôi ạ. 160.000 mã số 46 của bên em. Các chị từ 40 cân cho đến 55 cân là vừa các chị nhá. 40 cho đến 55 cân là vừa. Ai lấy mẫu này thì comment cho em nào. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là 46 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. 46 kèm màu kèm số điện thoại em chốt đơn cho chị, cho các chị xem gần này. Em sẽ đứng gần cho các chị xem rõ chất gen giúp em nhá. Quay đằng sau. Đây chị Nguyễn Hạnh ơi, đằng sau của nó đây nhá chị nhá. Đằng sau của nó đây. Cực kỳ xinh luôn nhá chị ạ. Chị nào lấy mẫu này không ạ? Chị nào lấy mẫu này comment cho em mã số 46 đi nào. Chị nào có nhu cầu mua hàng thì cứ comment đặt hàng theo đúng cú pháp nhá. Trúc Huỳnh ơi, em vẫn đang chơi mini game nhá các chị nhá. Vẫn chơi mini game. Em vest sắt nách chị ơi em không. Chị Bùi Thủy ạ. 51 người đang xem, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chất gen của nó đây, mọi người nhìn rõ chất gen giúp em. Rất là thoáng và mềm các chị nhá. Rất là thoáng và mềm nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây là phần von bồng của nó này. Phần von bồng này của nó rất là xinh luôn nhá các chị nhá. Mẫu
Mọi người ơi, mọi người vào thì chia sẻ live stream giúp cho shop em nha. Chia sẻ live stream và nhớ comment thật là nhiều số điện thoại của mình để biết đâu hôm nay mình là người may mắn trúng mini game bên em nhá. Em sẽ tặng free chiếc váy mà mẫu em vừa đang mặc đây, trị giá 160.000 cho chị nào may mắn ngày hôm nay nhá. Vào thì nhớ là comment thật là nhiều số điện thoại vào, càng comment nhiều thì cơ hội trúng mini game bên em càng cao nhá các chị nhá. Các chị vào thì nhớ là ấn cả chia sẻ nữa, không nhớ đến lúc mình là người may mắn trúng mà lại không ấn chia sẻ thì thế là rất là tiếc đấy ạ. Rất là nhiều chị như thế rồi, cho nên là các chị nhớ vào là ấn chia sẻ, theo dõi nick và nhớ là comment thật là nhiều số điện thoại vào nhá. Shop em ở Hà Nội, chị Hiền nhá. Đấy, các chị comment thật là nhiều vào, comment thật là nhiều số điện thoại. Và các chị ơi, còn cái mã 46 vừa rồi ấy có giá 160.000, nếu mà chị nào thích thì cứ comment đặt hàng giúp em nhá. Em có màu be, màu hồng và màu đen. Các chị vào thì nhớ ấn chia sẻ live stream giúp cho shop em với các chị nhá. Bởi vì bây giờ lượng tương tác nó bị mất nhiều ấy, cho nên là em nhờ các chị, nhờ 60 chị đang xem thì chia sẻ đến bạn bè, người thân và các nhóm giúp cho shop em với nhá. Các chị comment thật nhiều và nào, một người có thể comment rất là nhiều lần và cũng có thể chia sẻ rất là nhiều lần nha. Ok, cho chị cà rốt 46 màu hồng ạ. Một người comment nhiều lắm à bạn. Đúng rồi chị Thảo Nguyễn nhá, chị comment càng nhiều thì tỷ lệ trúng mini game bên em thì càng cao chị nhá. Chị cứ comment thật là nhiều số điện thoại của mình vào, khi đến mốc 150 nhá, 150 người thì bên em sẽ lướt comment xem là hôm nay chị nào may mắn trúng giải mini game bên em nhá. Comment thật là nhiều vào các chị ạ. Mọi người ơi, em chuyển mẫu các chị nha. Em chuyển sang mã số 74 của bên em này. Mã số 74 của bên em các chị nhá. Chị nào ưng mã này không? Cái này nó là chất đũi này. Cho các chị xem chất đầu tiên này. Cái này nó là chất đũi dày dặn nhá. Chất đũi rất là dày dặn luôn. Các chị nhìn thấy không ạ? Hàng đũi loại 1, chất này. Váy ren có màu đen. Không có màu đen đâu chị Phạm Dung ạ. Cái váy ren mà em vừa mặc ấy, cái đấy em có hai màu thôi, là màu be và màu hồng nhá. Nếu như mà chị ưng thì chị comment cho em là 46 kèm màu kèm số điện thoại, em chốt đơn cho ạ. Còn váy này này, váy em chuyển mẫu tiếp theo là mã số 74 các chị nhá. Mã số 74 này thì nó là một cái dáng rút eo. Mà riêng rút eo thì rất là dễ mặc rồi. Dưới 70 cân là vừa các chị nhá. Đây này các chị nhìn chất giúp em này, đầu tiên cho các chị xem chất đũi này. Chất là chất đũi nhá, rất là mát luôn và dày dặn. Chất này thì không xù và không bai, không dão, không co các chị nhá. Thoải mái luôn, chất này đẹp cực kỳ. Bình thường thì mẫu này ở trong các shop toàn bán hơn 600.000 thôi, nhưng mà hôm nay em bán cho các chị là 190.000 các chị nhá. 190.000, áp dụng cho ai ấn theo dõi Facebook, chia sẻ like và comment trực tiếp ạ. Chị Anh Ngọc Hà ơi, nếu mà là cái mẫu váy ren 46 vừa nãy em mặc thì dưới 55 cân vừa, còn mẫu của em đang mặc thì các chị từ 45 cân cho đến 70 cân là vừa này. Các chị ơi đây nhá, cho các chị xem dáng của nó luôn này. Cái này nó là dáng dài nhá. Cái này nó là dáng dài, dưới 70 cân là vừa. Bình thường thì nó sẽ là suông như thế này. Nếu mà để bình thường dáng váy, các chị có thể buông suông ra như này. Mã số 74, các chị có thể buông suông ra như thế này các chị nhá. Còn mình mặc đến đâu thì mình sẽ rút cái dây này vào này. Mặc đến đâu thì rút dây, rút eo này vào đến đó nhá. Thì nó sẽ như em đang mặc đây các chị ạ. Mã số 74 các chị nhá, 190.000 ạ. Chị nào ưng mã này không ạ? Em có hai màu là màu cam và màu xanh này. Màu cam và màu xanh cho ai comment nhanh tay cho em là 74 kèm màu kèm số điện thoại, em chốt cho các chị. Mẫu này sang dã man luôn, đẹp cực kỳ luôn nhá các chị nhá. Mẫu này đẹp cực kỳ luôn này, chất này các chị thấy thích không ạ? Riêng mẫu này những chị nào mà có bụng mặc gọn cực kỳ, bởi vì là cái lúc mà mình rút eo này vào nhá, kể cả là khi mình để suông thì những chị nào mà các chị bầu bì to vẫn mặc được ạ. Bầu bì to vẫn mặc được nhá các chị nhá. Để suông này, cái này đến 70 cân vẫn vừa cơ mà. Còn nếu như mà lúc mình rút eo ấy thì những cái phần rút eo này nè, nó sẽ che cả cái bụng của mình đi luôn. Những cái bèo bèo này nó che cả cái bụng của các chị đi luôn nhá, cực kỳ gọn luôn. Chỉ 190.000 mẫu này thôi ạ. 190.000 nhá các chị nhá. Chị nào lấy mẫu này không nào? Em không like quần jean đâu chị Mi Vũ ạ. Vi Vũ ạ, em sẽ tập trung chủ yếu em like váy thôi. Hôm nay em like váy thôi nhá các chị nhá. Có chị nào ưng mẫu này không, là chị nào ưng mẫu này comment cho em là mã số 74 ạ. 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 70 người đang xem, các chị chia sẻ like mạnh lên giúp em nào. Chia sẻ like mạnh lên giúp em. Và trong các nhóm hôm nay mốc mini game đầu tiên là 150 người thôi nhá các chị nhá. Còn 80 người nữa thôi ạ. Còn 80 người nữa thôi là em chốt mốc mini game rồi. Các chị cố gắng chia sẻ thật là nhiệt tình lên giúp em nhá. Có chị nào ưng mã số 74 này không nào? Các chị chỉ cần từ 45 cân cho đến 70 cân là vừa. Tất cả những chị nào đang từ 45 cân đến 70 cân mà các chị ưng mẫu này thì nhanh tay comment cho em đi ạ. Mẫu này thì tối hôm qua em bán quá là đắt hàng rồi nha các chị nha. Em bán rất là đắt hàng mẫu này rồi. Về cái mỗi một cái váy nó đi thêm một cái tang cài này các chị này. Các chị nào không thích thì các chị có thể tháo ra được.
được nhá. Đây này các chị nhìn rõ không? Chị nào không thích cái tang này thì các chị có thể tháo ra được thoải mái luôn. Giá chỉ có 190.000 mẫu này thôi ạ. 190.000 mã số 74 cho anh nhanh tay comment cho em nào. Ai nhanh tay comment cho em 74 kèm màu kèm số điện thoại em chốt luôn cho các chị hai màu, màu cam và màu xanh nhá. 190.000 ạ. 70 người đang xem mọi người, em chào chị Hà Dịu ạ. 70 người đang xem chia sẻ like cho em đi nào. Chia sẻ like cho em. Qua gối không có, qua gối nhá chị nha. Em đang cao 1m62 đây. Em đang cao 1m62, mẫu này là mẫu dài cho các chị em nhá. À, nếu như mà chị nào mà không thích dài, các chị có thể cắt ngắn đi được. Bởi vì đây này, cái này khi mà mình cắt ngắn lên đến đây thì nó không ảnh hưởng gì đến form của váy cả các chị nhá. Cắt ngắn lên không ảnh hưởng gì đến form của váy vì nó đang là dáng suông. Ai mà thích ngắn hơn thì các chị cắt ngắn hơn nữa chị nhá. Tùy điều chỉnh các chị luôn. Chị nào thích mặc dài kiểu tây tây sang sang thì các chị để nguyên như thế này giúp em cho nó xinh nhá các chị nhá. Rất là sang chảnh luôn mà lại còn gọn bụng nữa. Các chị mặc lên người đậm đậm, mặc mẫu này lên đẹp dã man, chỉ có 190.000 thôi nhá. Mã 74 các chị ạ. À, mã của em đang mặc là mã số 74. Cam, ok chị Thư Sinh lấy cam nhá. Giá là 190.000 ạ. 190.000 nha các chị nhá. Mọc màu xanh đi. Chị ơi thật ra thì màu xanh thì nó cũng lên dáng y như thế. Tại vì là có mỗi mình em ấy, cho nên là em không thể nào mặc hai màu được. Em sẽ chỉ mặc một màu để cho chủ yếu là các chị xem là cái dáng nó lên như thế nào thôi các chị nhá. Chỉ cho các chị xem là dáng nó lên như thế nào thôi. Còn đâu mình ưng màu nào thì mình chọn màu đấy. Mà các chị mình thích màu nào thì chọn màu đấy nhá các chị nhá. Váy ren đi, xong tí nữa thì em sẽ chuyển sang váy ren các chị nha. Chị heo vàng ơi, vải gì chị ơi, nó là chất đũi hàng loại một các chị nhìn rõ chất giúp em này, chất này đẹp lắm đúng không, chất này đẹp dã man bình thường ở trong các shop nhá, người ta toàn bán hơn 500 hơn 600.000 cái váy này thôi. Em đảm bảo 100% là không bao giờ đi mua ở đâu mà có giá 190.000 cái váy này, em chắc chắn một điều. 70 cân vừa nhá chị nhá. Đây này chị nhìn nó là dáng suông rộng này chị này, dáng suông rộng luôn nhá. Đây này cực kỳ rộng luôn. Những cái mẫu này là cho những chị nào đậm đậm người, các chị thấy rộng không ạ? 70 cân cũng vừa. Và những chị nào nhỏ hơn ý, thì các chị có thể là mặc rút cái eo này vào thì nó sẽ nhỏ thôi. Mình mặc đến đâu mình điều chỉnh và mình rút eo đến đó các chị nhá. Mã số 74 của bên em này. Mỗi một cái váy nó đi theo kèm một cái tang cài áo, chị nào không thích thì có thể tháo rời nhá. Đứng lên, em đứng lên rồi đấy các chị ạ. À, chị nào thích mẫu này không? Chị nào thích mẫu này thì comment cho em đi. Mã số 74 ạ. À. Mã số 74 nha các chị nhá. Kèm màu, kèm số điện thoại giúp em để em chốt đơn cho các chị ạ. À. 190.000 mẫu này thôi. 190.000 cho ai nhanh tay comment cho em nhá. Cho ai nhanh tay comment cho em. Sao không thấy comment của chị Trâm đâu để ghim nhở? À chị Trâm? Có chị nào ưng mẫu này nữa không ạ? À? Chị nào ưng mẫu này thì comment cho em đi nào. Mã số 74 ạ. À. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em các chị nhá. 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em chốt. Chị Trâm ơi, chị ghim lại comment đi. Ok chị Mèo Ngầu lấy cam nhá. Ghim lại comment rồi em. Có chị nào lấy 74 nữa không nào? Mẫu này những chị nào người đậm đậm đâu ạ? Những chị nào người đậm đậm các chị vào đây comment cho em đi nào. Chị nào người đậm đậm vào đây comment cho em là 74 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. 74 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt cho các chị nào. 190.000 thôi ạ. 190.000 mẫu váy đũi cực kỳ xinh luôn nhá các chị nhá. Mẫu váy đũi cực kỳ xinh luôn. Các chị ơi, các chị nào mà có nhu cầu đặt hàng ấy thì các chị cứ comment đúng cú pháp là bên em sẽ tự động chốt đơn cho các chị nhá. Hệ thống bên em sẽ tự động chốt đơn cho các chị. Hơn 70 người đang xem, ok chị Tố Quyên 74 cam này. Hơn 70 người đang xem, các chị chia sẻ like mạnh lên giúp em đi nào. Chia sẻ like mạnh lên giúp em vào trong các nhóm, ok Huyền Ngô 74 đen nhá. Chị nào lấy mẫu này nào, 74 cam, ok Bích Thủy cao này. Chị nào lấy 74 nhanh tay comment đi. Hôm nay thì em về không được nhiều cho lắm. Mỗi màu thì em có khoảng 10 chiếc thôi. Mỗi màu có khoảng 10 chiếc cho nên là sẽ chốt nhanh cho những chị nào comment nhanh tay các chị nhá. Em sẽ chỉ chốt nhanh cho những chị nào comment nhanh tay. Và đây là 74 kèm màu kèm số điện thoại thôi ạ. 74 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn cho các chị nào. Màu em mặc màu cam đi nha các chị nha, màu cam đây. Ok Nguyễn Dung, ok Khoa Thuận nè. Anh Ngọc Hà ơi, chị lấy 74 cam comment cho em số điện thoại đi chị ơi. Comment nhanh cho em số điện thoại thì em mới chốt. Tất cả những chị mà comment đặt hàng các chị phải có số điện thoại các chị nhá. Nếu không thì em không thể có thông tin để gọi điện chốt và xin địa chỉ gửi hàng cho các chị được ạ. Nhiều khi ấy, khi mà em like có rất là nhiều khách lên like của em thắc mắc là tại sao mà trên like nói chốt cho chị rồi nhưng mà lại không thấy gọi điện. Nhưng mà thật sự thì chị đấy chưa cho em số điện thoại thì em không có thông tin để em gọi điện các chị nhá. Đây nha, chị nào lấy mẫu này không nào? Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em nào. Váy ren nào ạ? Chị Bi Hương, váy ren vừa nãy em mặc á. Váy ren vừa nãy em mặc mã số 46 đấy á. Đây nha chị nhá.
mã số 46 đây nhá, 160.000 ạ. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em để em chốt đơn cho chị nhá. Còn chị nào lấy 74 này cứ việc comment nào, chị nào lấy 74 cứ việc comment. Dưới 70 cân là vừa. Em đang 47 cân nhá. Cái này các chị từ 45 đến 70 cân là mặc đẹp nhá các chị nhá. Thoải mái luôn này, các chị thích không ạ? Hai màu, màu xanh và màu cam. Màu xanh này mặc lên cũng rất là lạ và tây luôn nhá. Màu em mặc mà màu cam thì nó sẽ rất là tôn da và nổi da, dễ mặc ạ. Chị nào lấy mẫu này thì comment nhanh cho em đi nào. Comment nhanh cho em mã số 74 đi nào. Có màu gì? Có hai màu này chị Anh Ngọc Hà. Nhưng mà chị Anh Ngọc Hà không cho em số điện thoại thì em không chốt được cho chị Anh Ngọc Hà đâu nhá. Ok ok chị Thắm Nguyễn này. Còn chị nào lấy nữa nào? Còn chị nào lấy mẫu này nữa nào? 74 người đang xem, mọi người chia sẻ like mạnh lên giúp em đi ạ. Chia sẻ like mạnh lên, cố gắng lên. Hôm 80 người rồi, 70 người nữa thôi nhá. Còn 70 người nữa là em chốt book mini game 1 rồi, các chị cứ việc comment đi. Chị nào chơi mini game với bên em để được tặng váy free thì cứ việc comment và chia sẻ like lên đủ người thì em vẫn chốt và em vẫn lướt comment như bình thường các chị nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Còn chị nào lấy mẫu này nữa không ạ? Chị nào lấy mẫu này nữa thì comment nhanh cho em mã số 74 đi nào. 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em, hai màu xanh và cam các chị nhá. Hai màu xanh và cam giá là 190.000 thôi ạ. 190.000 mã số 74 này các chị này. Đây dáng của nó đây, dáng là bình thường nó là suông như thế này, cho đến 70 cân cũng mặc vừa luôn nha các chị nha. Bình thường nó là suông, đến 70 cân cũng mặc vừa. Còn em đang mặc là thắt eo vào bởi vì cái này nó có một cái dây rút. Các chị mặc đến đâu các chị rút đến đó thì nó sẽ là dáng thắt eo, không thì nó sẽ là suông rộng như thế này này các chị này. Mình có thể điều chỉnh thoải mái luôn, thích mặc đến đâu thì mình thắt đến đó, rất là thoải mái, dễ mặc nha các chị nha. Đầm gì 56 cân, chị Sinh Điệp ơi, riêng 56 cân thì chị vừa tất cả các mẫu của bên em luôn nha các chị nha. Còn chị nào ưng 74 46 gen màu hồng, ok chị Bi Hương này. Còn chị nào ưng 74 nữa không ạ? Comment cho em, chị nào ưng 74 comment nốt cho em để em chuyển mẫu nhá. Em chuẩn bị chuyển mẫu đây ạ. Em đứng đây 1 phút cho những ai mà ưng mã 74 nào. Đứng đây 1 phút cho những ai mà ưng mã 74 thì comment đặt hàng nốt cho em là 74 đi nào. 74 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Chất đũi này dày dặn đẹp lắm cơ ý. Chị nào không lấy mẫu này sẽ rất là tiếc nhá. Em bao giá toàn Facebook luôn và em chắc chắn 100% là không bao giờ các chị mua được ở đâu cái váy này giá 190.000 các chị nhá. Đảm bảo luôn ạ, em chuyển mẫu đây ạ. Mọi người ơi, ai thích thì comment cho em nhá, mã số 74 kèm màu kèm số điện thoại để được chốt đơn các chị nhá. Có hai màu xanh và cam đấy, màu nào cũng cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Còn bây giờ đợi một chút thì mẫu nhà em sẽ đi thay đồ ngay bây giờ đây ạ. Các chị vào thì nhớ là ấn chia sẻ livestream giúp cho shop em nhá, để cho bạn bè người thân của mình cũng đều mua được hàng đẹp giá rẻ mà có thể là kết hợp với nhau thì sẽ đỡ mất phí ship các chị nhá. Mỗi người mua một chiếc thôi thì phí ship nó sẽ giảm rất là nhiều đấy ạ. Ai thích thì nhanh tay comment đặt hàng nốt giúp em. Cái mã số vừa rồi là mã số 74 các chị nhá. Các chị comment thật là nhiều số điện thoại của mình đi ạ. Quần jean cái rách kia có cho đi. Chị quần jean. Chị ơi, quần jean hôm nay nhà em không like quần chị nhá, tại vì hàng quần nhà em là toàn hàng cao cấp thôi. Phần nó không có cái quần rách đấy thì nó không có size to chị ạ. Nó chỉ có size ML thôi chị nhá. Chị bao nhiêu cân ạ? Mọi người vào thì comment nhiều thật nhiều số điện thoại và giúp em nhá. Ok chị Hải Nguyễn ạ, chốt cho chị Hải Nguyễn 74 màu đen. Mọi người ai thích thì comment nốt cho em nhá. Đợi một phút thôi, mẫu như em đang đi thay đồ rồi. Cho mình xem cái áo này. Mọi người thì vào thì comment nhiều vào cho em nhá. Comment nhiều số điện thoại và giúp em nhá. Mọi người đây, áo 2 dây đây này chị này. Đây áo 2 dây của nó đây nhá. Hai bên này buộc nơ rất là đẹp luôn này. Đấy. Em chuyển sang một mẫu cực kỳ xinh luôn nhá. Một mẫu này thì các chị dưới 65 cân là vừa này. Mẫu này thì các chị từ 45 cân, từ 40 cân, từ 40 đến 65 các chị ạ, thoải mái bởi vì nó là dáng xòe nhá, mặc đến đâu mình thắt eo đó này. Tiếp tục một mẫu nữa. Mẫu hoa nhí của bên em này, mẫu hoa của bên em có giá là 260.000 mã số 43. Mã số 43 của bên em là 260.000. Em có hai màu nhá các chị nhá. Có hai màu là màu xanh tím than và màu đỏ em đang mặc ạ. Màu xanh tím than và màu đỏ em đang mặc, đợi chút em đi lấy xanh tím than các chị xem nhá. Giá là 260.000 thôi ạ. 260.000 các chị nhá. Ai ưng mẫu này nào? Ai ưng mẫu này nhanh tay comment cho em đi nào. Comment cho em là mã số 343 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho các chị. Chỉ 260.000 thôi. Bình thường mẫu này nhá thì các shop ở đang bán hơn 400.000, em chắc chắn một điều. Đây các chị nhìn rõ chất giúp em này. Em đứng gần cho các chị xem rõ chất giúp em nhá. Có váy trắng không? Có nhá chị Nguyễn Hải nhá. Ok Thanh Thanh 74 xanh này. Còn chị nào lấy nữa nào? Chị nào lấy comment cho em nhá.
Em chuyển mẫu nha. Đây các chị nhá, váy em đang mặc là mã số 43 này. Mã số 43, đây cho các chị xem màu luôn này. Xem màu và xem chất luôn. Thật sự thì không biết gọi cái chất này nó là chất gì. Váy trắng. Thật sự thì không biết gọi chất này là chất gì các chị ạ. Nhưng mà nó rất là đẹp. Nghĩa là nó co giãn mềm này, co giãn nhẹ nhẹ một chút này. Rất là mềm và nhẹ nhá. Nó rủ các chị nào mà có bụng ấy. Các chị nào mà có bụng ấy thì các chị mặc rất là gọn luôn nha các chị nhá. Gầy hay là béo đều mặc được. Từ 40 cân cho đến 65 cân là vừa. 40 cân cho đến 65 cân là vừa các chị nhá. Em có hai màu là màu đỏ và màu xanh tím than. Với mỗi một cái váy thì nó đi kèm thêm một cái dây này này mọi người này. Dây nó cùng màu với cả màu váy nhá, để cho các chị thắt nơ như cái em đang thắt đây này. Thắt nơ ở bên cạnh. Ai không thích thì các chị có để thể rời như thế này. Còn chị nào thích thì các chị thắt nơ vào như em nhá, rất là xinh luôn. Ở riêng cái mẫu này bán ở cửa hàng ấy thì em bán rất là đắt hàng, bởi vì là các chị phải mặc lên người ấy. Hầu như là tư vấn cho khách nào mặc lên người lên mẫu này thì khách đó đều thích. Có những khách còn lấy cả hai màu để thay đổi cơ. Thật sự nó rất là đẹp các chị nhá. Đây này, xòe 3 tầng này. 3 tầng nha. Các chị có thể mặc đi làm hay đi chơi cũng được, vì nó là cộc tay, rất là dễ, là thoải mái các chị ạ. Chất nó lại rủ. Cái này nó là eo trên cho nên là cái phần bụng của các chị nhá. Những cái tà này nó sẽ che đi hết luôn, kể cả là nhà em có khách bầu, chị ấy bầu 3 4 tháng chị ấy vẫn mặc mẫu này rất là xinh các chị ạ. Chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay comment cho em nhá. Mã số 43, mã số 43 giúp em này, kèm màu kèm số điện thoại. Chị Hải Nguyễn ơi, em nhận ship code toàn quốc đồng giá 30.000 chị Hải Nguyễn nha. Hôm nay thì em lại không live dăm chị Ngọc Anh ạ. Hôm nay em live váy thôi, chủ yếu em tập trung vào váy nha các chị nhá. Bò rách sau bao nhiêu chị Huệ Nucy ơi? Những cái bò rách nhà đấy là hàng Dior nhà em, hàng cao cấp, có giá từ hơn 600 cho đến hơn 700.000 đấy chị nhá. Những hàng cao cấp thì hầu như là em không like chị ạ. Đây nha các chị nhá. Chia sẻ cho em, hàng cao cấp thì em khuyên mọi người là nên qua cửa hàng thử hàng trực tiếp các chị nhá. Nên qua cửa hàng xem hàng trực tiếp thì nó sẽ dễ hơn, thì mình sẽ biết là nó lên người như nào, đúng không các chị? Những cái đấy thì nó cao tiền cho nên là mình qua cửa hàng cho nó dễ, cho nó tiện ạ. Các chị ơi, 84 người đang xem rồi, 90 người đang xem rồi, chia sẻ mạnh lên cho em đi nào. Chia sẻ mạnh lên cho em nhá, cố gắng lên. Mốc đầu tiên là mốc 150 người thôi ạ. 150 người thôi, còn có 60 người nữa các chị nhá. 60 người nữa thôi là mình chốt mốc mini game rồi ạ. 60 người nữa là mình chốt mốc mini game. Và mình tặng luôn một váy cho một chị nào comment số điện thoại vào đây nhá. Những chị nào hôm nay muốn được tặng váy ạ, những chị nào hôm nay muốn được tặng váy thì nhanh tay vào đây comment số điện thoại cho em. Nhanh tay ấn theo dõi Facebook, chia sẻ like và vào đây comment số điện thoại cho em. Còn chị nào thích mã 43 này không? Chị nào thích 43 hoa này thì comment cho em đi nào. Rất là xinh luôn nha các chị nhá. Mẫu này mặc lên ai cũng thích, cực kỳ đẹp luôn. Có 260.000 thôi. 260.000 nha các chị nhá. Chị nào lấy comment cho em là chị nào lấy comment nhanh cho em. Bình thường mẫu này các shop em chắc chắn một điều, các chị đi tất cả mọi nơi đi, những shop nào có cái này phải trên 400.000, không bao giờ dưới 400.000 cái này. Thật sự thì em đang bán giá sỉ cho các chị rồi đấy ạ. Em đang bán giá sỉ cho các chị rồi đấy nhá. Nhà em nhập hàng trực tiếp bên Quảng Châu cho nên giá bao giờ cũng ưu đãi hơn tất cả những chỗ khác, mà hàng thì vẫn đảm bảo chất lượng, đảm bảo là hàng Quảng Châu nha các chị nha, hàng Quảng Châu luôn ạ. Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em nào, chị nào lấy mẫu này comment nhanh cho em đi. Mã số 43 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 43 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Em ở Hà Nội nhá. Ok bạn Phương Thảo nhá. Lúc nào thì bạn qua cửa hàng mình xem hàng trực tiếp, những cái hàng cao cấp đó nhá bạn nhá. Chị Hiền Hoàng ơi, em ở Hà Nội và em nhận ship code toàn quốc đồng giá 30.000 nhá. Có chị nào ưng mẫu này nữa không nào? Chị nào ưng mã số 43 này nữa comment note cho em đi. 43 comment note cho em là 43 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn cho các chị nhá. Không thì em chuyển mẫu. Các chị có ưng mẫu này không? Nếu mà ưng hay không thì bảo em chuyển mẫu để em còn biết, em còn qua một mẫu khác cho các chị xem ạ. Nếu mà không ưng mẫu nào thì bảo em nhá. Hôm trước mình mua mẫu này hơn 400. Rồi ok, 43 đỏ Phương Thúy. Chị Phương Thảo Nguyễn, mọi người nhá. Chị Phương Thảo Nguyễn đây ạ. Là một khách hàng. Em không biết là chị mua tất, em chắc chắn một điều mà em cũng khẳng định luôn mọi người là chắc chắn ở các shop không bao giờ có giá là 260.000 cái này cả. Bởi vì là em đang bán giá sỉ cho mọi người nha các chị nhá. Em đang bán giá sỉ cho các chị luôn, 260.000. 260.000 cho các chị, cho chị nào nhanh tay comment. Chị Phương Thảo Nguyễn là khách hàng đã mua cái mẫu váy này rồi và chị ấy biết là giá thị trường của mẫu này đang là bao nhiêu tiền. Đấy, chính khách hàng nói lên luôn là giá thị trường bao nhiêu tiền. Thật sự thì mình phải đi mua sắm nhiều và mình mới biết, mình so sánh giá cả thị trường với nhà em. Mà em vẫn like và em cho các chị xem rõ luôn là màu sắc và chất liệu của nó như thế nào nhá. Chất liệu của nó là hàng đẹp, nó mềm, nó rủ nhẹ mà mát, đẹp dã man luôn các chị ạ. Đẹp dã man. 47 cân chị Hương Thủy ơi, em đang 47 cân này chị nè. Em đang 47 cân các chị nhá. Các chị yên tâm đi ạ. Từ 40 cân cho đến 65 cân là vừa. 40 cân cho đến 65 cân là vừa các chị nhá. Còn chị nào ưng mẫu này không nào? Các chị nhớ là ấn theo dõi Facebook của em để xem thêm nhiều mẫu đẹp giá rẻ nhá. Đảm bảo là bao giá bao chất toàn Facebook luôn đấy ạ. Em chuyển mẫu nha các chị nhá.
em qua một mẫu khác đây. Bây giờ em sẽ qua một mẫu khác cho chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay comment nốt cho em đi nào. Chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay comment nốt cho em mã số 43 nhá. 43 kèm màu kèm số điện thoại 260.000 thôi ạ. 260.000 mã số 43 đây nhá. Chị nào lấy nữa không? Có phải mẫu em mặc không? Đúng rồi chị ơi, mẫu em mặc đây. Mẫu em mặc là mã số 43 đây em, 260.000 nhá. Em chuyển mẫu đây ạ. Mọi người ơi, ai thích thì nhanh tay comment đặt hàng nó giúp em nhá. Mã 43, ai mà không chọn cái mẫu này thì cực kỳ phí luôn đấy ạ. Mẫu đấy thì cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đây con. Cực kỳ yêu luôn nên chị nào thích thì nhanh tay comment đặt hàng giúp em ạ. Mỗi mẫu em không còn nhiều đâu nên là chị nào đặt trước thì em sẽ nhường cho chị đấy nhá. Shop em ở Hà Nội, chị Kiều Hương nhá. Mọi người vào thì chia sẻ giúp cho shop em một chút nhá. Mỗi người chỉ chia sẻ 1, 2, 2, 3 lần thôi. Một vài lần thôi là số người lên tăng nhanh thì em sẽ chốt mini game tặng quà miễn phí cho các chị nhá. 160.000 váy đỏ ấy. Chị Thúy Vi ơi, cái mẫu đấy là 260.000 chị ạ. Mã đấy là mã 43, giá là 260.000 chị nhá. Em ở Tây Hồ Hà Nội chị ạ. Ở Xuân La Tây Hồ Hà Nội chị nhá. Ừ yên con. Ai thích thì nhanh tay comment đặt hàng nốt giúp em nhá. Bây giờ mẫu em sẽ đang thay đồ để qua mẫu cho các chị xem này. Cực kỳ là nhiều mẫu đẹp giá rẻ cho các chị luôn. Nên là các chị nhớ là ấn theo dõi nick face này, chia sẻ live stream và nhớ là comment thật nhiều số điện thoại vào để được nhận quà miễn phí từ shop em nhá. Và được mua hàng đẹp giá rẻ các chị ạ. Không phải mình mà có thể là bạn bè người thân mình cũng được mua hàng đẹp giá rẻ luôn các chị nhá. Gửi đồ cho chị chưa? Chị Thúy Nga Mai ơi, bên em đã chốt đơn thành công cho chị chưa ạ? Nếu mà chốt đơn thành công rồi là bên em đã gửi hàng đi cho chị rồi nhá. Bên em sẽ không giữ đồ của khách đâu ạ. Chị Kiều Hương ơi, tất cả những mẫu nhà em 58 cân đấy, nhưng cái mẫu suông hoặc là cái mẫu 74 hay là cái mẫu hoa vừa rồi thì chị vẫn có thể là mặc được chị nhá. Mọi người vào thì comment thật là nhiều số điện thoại vào. Comment thật là nhiều số điện thoại vào để tí nữa chốt mini game thì bên em sẽ lướt nhá, xem chị nào hôm nay là người may mắn trúng bên em nhá. Các chị ơi em chuyển mẫu nhá, chuyển sang mã số 38 là một mẫu váy dáng suông này. Mã số 38 một mẫu váy dáng suông nhá các chị nhá. Mã số 38 của bên em các chị từ một mẫu váy dáng suông này. Các chị có thể mặc đi làm hay là đi chơi đều được ạ. À. Đi làm hay đi chơi đều được nhá. Màu em mặc là màu cỏ úa, màu rêu nhá các chị nhá. Màu rêu, màu em mặc là màu rêu. Cái mẫu này thì là 160.000 này, 160.000 mã số 38. Ai ưng mẫu này không nào? Ai ưng mẫu này thì comment cho em là 38 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn cho các chị nhá. Mã số 38 kèm màu kèm số điện thoại giúp em để em chốt đơn cho các chị này. Giá là 160.000 ạ. 160.000 các chị nhá. Các chị lấy mẫu này thì nhanh tay comment cho em ạ. Nhanh tay comment giúp em là 38 đi ạ. Kèm màu kèm số điện thoại nhá các chị nhá. Mẫu này xinh cực kỳ luôn ấy, mẫu này đây nhá. Em không like răm, em like chủ yếu là váy thôi nhá các chị nhá. Sốt chốt đơn cho mình chưa? Chị Hạnh Trần ơi, chị đặt đơn từ khi nào chị? Nếu như mà chị vừa mới đặt đi thì bên em hệ thống bên em tự chốt đơn. Còn nếu đặt từ những hôm trước ấy thì bên em nếu mà đã có người gọi điện rồi thì em cho hàng đi rồi nhá các chị nhá. Các chị ơi, váy em đang mặc là mã số 38 này. Mã số 38 của bên em là một mẫu váy dáng suông, xẻ cạnh các chị nhá, hai lớp luôn. Ở dưới chân của nó là chân dập ly, chân đuôi cá các chị nhá, chân dập ly đuôi cá này. Mẫu này cực kỳ xinh luôn. Các chị nhìn chất giúp em đi này. Nhìn chất giúp em nhá, rất là đẹp luôn. Mặc mùa hè mẫu này thích cực. Chỉ có 160.000 thôi ạ. À. Lót trong của nó này, 160.000 các chị nhá. Ai ưng mẫu này thì comment cho em nào. Ai ưng mẫu này thì comment cho em là 38 kèm màu kèm số điện thoại. Em có 3 màu là màu đen, màu nâu và màu rêu. Màu đen, màu nâu và màu rêu các chị nhá. Dưới 55 cân là vừa. Tất cả những chị nào đang từ 40 cân đến 55 cân mà các chị ưng mẫu này thì nhanh tay comment đặt hàng luôn giúp em là mã số 38 đi ạ. 38 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn nhá chị nhá. Mẫu này rất là xinh luôn các chị ạ. Đây này, kể cả là những chị nào mà bầu nhỏ tầm 2-3 tháng các chị cũng mặc được nhá. Cứ dưới 55 cân là vừa. Bầu 2-3 tháng mặc được. Mã 70 màu đen hôm qua với bạn Hạnh Trần. Hạnh Trần, chị ơi mã 70 màu đen, chị đã được gọi điện chốt đơn thành công chưa chị? Có ai thích mẫu của em đang mặc không ạ? Có ai thích mẫu của em đang mặc thì comment cho em mã số 38 đi ạ. Mã số 38 160.000 thôi ạ. Dưới 55 cân là vừa các chị nhá. Từ 40 cân cho đến 55 cân là vừa ạ. Tất cả những chị nào mà đang trong khoảng cân đấy mà ưng mẫu này thì nhanh tay comment cho em là 38 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho các chị. Em có 3 màu là màu rêu, màu nâu và màu đen nhá. Màu rêu, màu nâu và màu đen. Giá là 160.000 thôi ạ.
160.000 các chị nhá. Cho em coi boy jack. Chị Bảo Loan ơi, hầu như những cái hàng quần bò nhà em ấy nó toàn là hàng cao cấp. Và em không tập trung em like quần bò, em chủ yếu em like váy thôi nhá các chị nhá. Váy gen ok, tí nữa xong rồi em sẽ like váy gen cho các chị xem ạ. Các chị theo dõi và chia sẻ like giúp em, sau đó em like từ từ từng mẫu. Chưa thấy ai gọi, chị ơi bên em gọi điện chốt đơn cực kỳ kỹ luôn. Có những trường hợp là gọi điện các chị không nghe máy và cũng không thấy các chị phản hồi gì lại với shop, cho nên là em hủy đơn luôn rồi nhá. Nếu như mà chị Hạnh Trần ngày hôm qua vẫn chưa được chốt đơn thành công thì chị comment đặt lại giúp em ạ. Comment đặt lại giúp em là mã số kèm màu kèm số điện thoại ở cái like này em chốt lại cho chị nhá. Chị comment cho em là 70 màu đen kèm số điện thoại em gọi lại. Và tất cả những chị mà các chị đặt hàng hôm nay thì nhớ là để ý điện thoại giúp em, bởi vì tí nữa sau khi kết thúc livestream thì em sẽ gọi điện để em xin địa chỉ và chốt đơn gửi hàng đi luôn trong ngày cho các chị nha. Các chị nhớ để ý điện thoại giúp em ạ. Còn chị nào thích mã 38 này nữa không ạ? Còn chị nào thích mã 38 này comment nhanh cho em nào, comment nhanh cho em là 38 kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Mẫu này rất là xinh luôn nha các chị, có thể những chị mà đi làm công sở ấy thì các chị lấy mẫu này đi mặc cực kỳ đẹp luôn. Rất là lịch sự mà vẫn điệu nha các chị nha, sang lịch sự mà vẫn điệu. Chỉ có 160.000 thôi, chất đẹp cực kỳ luôn ạ. 160.000 nha. Mã số là 38 ạ, mã số 38, 160.000 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ba màu rêu, màu nâu và màu đen ạ. Màu rêu, màu nâu và màu đen nha các chị nha. Mẫu này xinh cực, có chị nào thích không ạ? Chưa thấy gọi, bên em gọi rồi. Chị ơi, chị comment lại đi, đặt lại cái like này đi, em chốt rồi nhá. Comment đặt lại cái like này, em chốt cho các chị nào. Còn chị nào thích mẫu này không nào? Chị nào thích mẫu này thì nhanh tay comment cho em đi ạ. Nhanh tay comment cho em mã số 38 để em chuẩn bị, em chuẩn mẫu đây nhá các chị nhá. Em chuẩn bị, em chuyển mẫu rồi. Còn chị nào thích thì comment nhanh cho em đi. Mã 70 đen ok Hạnh Trần nhá. Mã số 38 này có ai lấy nữa không ạ? Để em chuyển con mẫu váy gen cho các chị nhá. Chuẩn bị chuyển qua một mẫu váy gen cho các chị này. Chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay comment cho em đi nào. Nhanh tay comment 38 nốt đi ạ. Các chị chỉ cần comment đúng cú pháp cho em là mã số kèm màu kèm số điện thoại thì em vẫn chốt đơn cho các chị. Còn những chị nào có nhu cầu mà chơi mini game nhá, thì khi mà lên đủ cho em mốc là 150 người ạ. 150 người thì em dẫn sẽ bắt đầu em chốt mini game và em lướt comment xem chị nào hôm nay ai là người may mắn được tặng cái váy mà lúc đầu em mặc là mã số 46 của bên em nhá các chị nhá. Chị nào thích 38 này nữa không ạ? 38 đen, Trang Anh Nguyễn ơi, chị lấy 38 màu đen này thì cho em số điện thoại đi chị ơi. Tất cả những chị comment đặt hàng các chị phải comment đầy đủ cho em là mã số kèm màu kèm số điện thoại thì em mới chốt được nha các chị nhá. Trang Anh Nguyễn nhanh tay bổ sung luôn số điện thoại để em chốt cho chị ạ. Nếu không có số điện thoại thì em sẽ không chốt được đâu các chị nhá. Còn chị nào lấy 38 comment nốt cho em đi, em chuyển mẫu nhá. Chị nào lấy 38 comment nốt cho em đi để em chuyển mẫu đây ạ. Mẫu này thì các chị dưới 55 cân mặc cực kỳ xinh luôn. Đi làm hay là đi chơi đều được nha các chị nhá, đi làm hay đi chơi đều được. Rất là xinh luôn, 160.000 thôi ạ. Thật sự luôn, cái tiền công may của cái mẫu này ấy, các chị đi may nó cũng mất 200.000 tiền công rồi. 200.000 tiền công, không những thế mà các chị mất tiền vải nữa thì nó cũng phải lên đến 300.000 đúng không các chị? 300.000 một cái váy mà nhà em bán chỉ có 160.000 thôi. 160.000 thì cứ thế về mặc sẵn thôi, màu lại màu đẹp, thiết kế đẹp các chị nhá. Các chị chỉ cần comment nhanh tay cho em đi nào. Mua, các chị mua hàng nhà em mấy chiếc thì mới bằng mua chỗ khác một chiếc thôi. Chị Trang Anh Nguyễn ơi, 50 cân một vừa, 50 cân mặc vừa này, giá là 160.000. Còn màu đen nhá chị Phương Thảo nhá, chị comment nhanh tay giúp em. Tất cả những chị nào mà ưng mẫu này comment nhanh tay màu đen thì em chỉ còn có 2 chiếc thôi. Cho nên là những chị nào chốt nhanh thì em chốt cho chị đó nhá. Chị Trang Anh Nguyễn chưa cho em số điện thoại, em chưa chốt cho chị Trang Anh. Ok Trang Anh Nguyễn nhá. 160.000 các chị ạ. 160.000 nhá. Vâng. Có ai ưng mẫu này không nào? Có ai ưng mẫu này thì comment cho em đi, em chuyển mẫu đây nhá. Em chuyển mẫu đây ạ. Chị nào lấy thì comment nốt cho em chuyển mẫu sang mã số 38 đây. Em chuyển qua mã số 38 các chị nhá. Chị nào lấy mẫu này nữa nào? 382 đen. Phương Thảo comment cho em số điện thoại đi chị Phương Thảo ơi. Rồi ok, chốt cho Phương Thảo. Em ở Hà Nội và em nhận ship code toàn quốc đồng giá 30.000 các chị nhá. Ở Hà Nội và nhận tiếp ship code toàn quốc đồng giá. Chụp màn hình nó không hết được đâu. Chưa thôi chị ấy đi. Mọi người ơi, ai thích thì mã 38 đấy thì comment nốt cho em nhá. Mã số 38 kèm một sắc kèm số điện thoại để được chốt đơn các chị nhá. Đợi một chút thôi, mẫu em đang đi thay đồ rồi. Các chị có hóng váy đẹp không ạ? Có thích váy đẹp giá rẻ không? Nếu mà thích thì nhớ là chia sẻ để cho bạn bè người thân của mình cũng được xem các chị nhá. Để bên em có động lực nhiều hơn thì mới like được cho các chị nhiều mẫu đẹp hơn nữa nhá. Phải số người đông đông thì mới có hứng. Đấy là em nói thật luôn. Phải đông một tí thì mình mới có hứng để like. Chứ nếu mà ít quá là bên em cũng chẳng có động lực gì để like cả. Cho nên các chị vào thì nhớ là ấn chia sẻ giúp cho shop em nhá. Để còn được nhận quà miễn phí từ shop em nữa đúng không ạ? Ai thích được nhận váy miễn phí thì nhớ là ấn theo dõi Facebook này, chia sẻ like và
nhớ là comment thật là nhiều. Số điện thoại vào đây nhá. Lúc chiều tối. Chị Phương Hoài ơi, hàng đơn hàng của chị sáng nay em cho đi rồi chị nhá. Còn ai thích cái mẫu mà mai em mẫu nhà em vừa mới mặc mã 38 không ạ? Thích thì comment nốt cho em nhá, mã 38 kèm một sắc kèm số điện thoại để được chốt đơn nhá. Giá chỉ có 160.000 thôi. Ok chị Thúy Ngoan Vũ nha, đợi một chút, mẫu nhà em đang đi thay đồ rồi ạ. Cực kỳ nhiều váy ren xòe luôn chị nhá. À, mọi người ơi, mọi người vào thì nhớ là ấn chia sẻ giúp cho shop em với nhá. Chen dài qua gối với ạ. À, chị ok chị Nhung D Đặc Kỳ nhá. Đợi một chút thôi, mẫu nhà em đang đi thay đồ rồi các chị ạ. Mẫu nhà em đang đi thay đồ rồi, đợi một tí thôi. Mọi người vào thì comment thật nhiều số điện thoại giúp em nào. Comment thật là nhiều, 95 người xem ơi. Nhớ là chia sẻ này, comment thật nhiều số điện thoại. Và này, sắp đến mức mà shop em chốt để tặng quà miễn phí cho các chị rồi. Nên là các chị comment thật là nhiều số điện thoại vào giúp em nào. Ai muốn được nhận quà miễn phí thì comment thật là nhiều số điện thoại vào đây nào. Chỉ một chút nữa thôi nhá, chỉ là 60 người nữa thôi là bên em sẽ chốt mốc mini game đầu tiên nào. Có áo thương mẫu đang mặc còn không? Mẫu này á chị, hay là mẫu nào ạ? Chị muốn hỏi mẫu nào ạ? Các chị ơi, em chuyển qua mẫu mới các chị nhá. Em chuyển qua mẫu mới mã số 04 này. Mã số 04 giá là 160.000 ạ. 160.000 mã số 04. Ai lấy thì nhanh tay comment cho em ạ. Màu em đang mặc là màu be này. Cái này thì em có màu be, màu đỏ, màu cam. Be, đỏ, cam, trắng, đen. Ai lấy mẫu này thì comment cho em. Yeah. Mã số 04 nhá các chị nhá. Mã số 04 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ. 04 kèm màu kèm số điện thoại giúp em cho các chị này. Đây này, màu đây nhá các chị nhá. Em đang mặc là màu be. Đây là màu đen, màu trắng, màu cam và màu đỏ ạ. Đen, be, cam, đỏ và trắng ạ. Chị nào lấy mẫu này comment cho em nào. Mã 46. Trang Ngọc ơi, chị lấy 46 màu gì đấy ạ? Chị Trang Ngọc, chị lấy màu gì comment giúp em nhá. Comment rõ để em chốt cho chị. Mẫu này 55 cân cao 1m58. Chị Nguyễn Thị Thủy ơi, cái mẫu mà em đang mặc 04 55 cân 1m58 thì không vừa đâu chị ạ. Mẫu này các chị dưới 53 54 cân là vừa nhá. Từ 40 cân cho đến 53 54 cân là vừa. Có ai lấy mẫu này nhanh tay comment cho em mã 04 53 cân mặc vừa chị Cát Phượng nhá. 04 53 cân mặc vừa. Chị nhanh tay comment luôn cho em đi nào là 04 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt đơn cho các chị ạ. Cho các chị chọn màu nhá các chị nhá. Màu đen này, màu trắng này, màu cam nhá các chị nhá. Màu cam và màu đỏ ạ. Màu em đang mặc là màu be, giá 160.000 thôi ạ. Chị nào mà đang trong khoảng cân đấy thì các chị nhanh tay comment cho em đi. Từ 40 cân cho đến 53 cân các chị nhá. 53 54 cân, áo chị mặc 54 55 cân vừa không? Chị Mi Bùi ơi, nếu như mà cái mà em váy em mặc cái này mà 54 cân thì chị phải cao tầm 1m65 thì chị vừa nhá. Tầm 1m64 63, 64, 65 thì chị vừa nha chị nha. Cao trên 1m6 ạ. Chị nào ưng mẫu này không nào? Cái này nó là váy đấy các chị ạ. Trong nó đây này, cái lớp ở trong đây nha các chị nha. Lớp ở trong rất là mềm mịn luôn. Lớp ở trong của nó rất là mềm mịn và mát luôn này các chị này. Hai lớp này, cảm giác như là mình đang mặc một cái áo á. Cảm giác như là mang mặc một cái áo ở trên đấy nha các chị nha. 160.000 thôi, cho ai nhanh tay comment nào. Ai nhanh tay comment cho em đi nào. Tất cả những chị mà các chị đang đặt hàng thì các chị phải có đầy đủ trong thông tin cho em là mã số kèm màu kèm số điện thoại thì em mới chốt được nha các chị nhá. Các 92, 95 người đang xem ơi, mọi người chia sẻ like mạnh lên giúp em nào. Chia sẻ like mạnh lên, còn có 55 người nữa thôi là em chốt mốc mini game rồi nào. Chốt mini game 1 là mốc 150 người, bây giờ là 95 người rồi, còn 55 người nữa thôi các chị nhá. 55 người nữa thôi là em sẽ tìm ra một chị để em tặng váy cho các chị ạ. À. 1m63. Ô chị Mi Bùi ơi, thế thì vừa nha chị nha. 1m63, 64, 65 là vừa đấy, tầm đấy. Chị comment luôn cho em đi nào. Comment luôn cho em là mã số 04 kèm màu kèm số điện thoại em chốt luôn cho Mi Bùi. Mẫu này rất là xinh luôn nha các chị nha. À, váy 44 cân cao 1m55 rộng không. Chị Ngọc Hạnh ơi, 44 cân cao 1m55 mặc đẹp lắm chị ạ. 44 cân cao 1m55 mặc đẹp chị nhá. Nhanh tay comment cho em cái mã 04 này đi. Nhanh tay comment cho em mã 04 này đi này. Gen này các chị nhìn gen giúp em cực kỳ đẹp luôn nhá. Nhìn rõ không ạ? 5 màu cho các chị chọn luôn này. Be, đỏ, cam, trắng và đen nhá. Be, đỏ, cam, trắng và đen này các chị nhìn gen này. Một cái váy gen đẹp như thế này mà chỉ có hơn 100.000, trong khi á mình công đi may không đủ. Em nói luôn là công đi may không đủ. Bình thường mua một mẫu váy gen này các cửa hàng phải bán hơn 300.000, hơn 400.000 đúng không các chị? Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em đi mã số 04 nhá.
04 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho các chị ạ. 04 kèm màu kèm số điện thoại để em chốt cho các chị. 04 màu be mi bùi cho em xin số điện thoại đi mi bùi ơi. Các chị comment đặt hàng phải có số điện thoại thì em mới chốt được các chị nhá. Phải có số điện thoại thì em mới chốt được. Chị nào lấy mẫu 04 này nữa không ạ? 04 này em sẽ chỉ like mấy phút thôi nha, những ai thích thì nhanh tay comment. Chị nào mà nhỏ nhỏ xinh xinh lấy luôn mẫu này mặc các chị nhá. Quá đẹp luôn, các chị mặc đi làm hay đi chơi vẫn được bởi vì cái này nó là tay cọc này. Nó là tay cọc các chị mặc đi làm vẫn được các chị nhá. Ok mi bùi chốt cho mi bùi ạ. Chị nào lấy mẫu này nữa không ạ? Chị nào lấy mẫu này nữa không? Dưới 54, 55 cân là vừa nhá. Dưới 55 cân là vừa mẫu này chị ạ. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em đi nào. Đây nhá, em cái này á, em đang 47 cân đây. Rất là dễ mặc, nó xòe xòe nhẹ nhẹ như thế này. Cho nên là những chị nào mà các chị nhỏ nhỏ mà các chị có bụng ấy, các chị có một chút bụng mặc mẫu này lên gọn lắm các chị ạ. Đây này, cái phần xòe này nó sẽ che hết bụng của các chị đi các chị nhá. Chị nào lấy mẫu này nữa nhanh tay comment cho em đi. 80 người đang xem, mọi người chia sẻ like hộ em với ạ. Chia sẻ like hộ em ở trong các nhóm các chị nhá. Cho các chị xem lại màu một lần nữa nhá. Cho các chị xem lại màu một lần nữa này. Màu này là màu đỏ nhá. Màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu cam ạ. 5 màu cho các chị chọn ạ. Chị nào lấy 04 này nữa comment nốt cho em chuyển mẫu nha các chị nhá. Em chuyển qua một mẫu khác ạ. Chị nào lấy mẫu này nữa không ạ? 55 cân cao 1m55 được không? Chị Hương Nguyễn ơi, 55 cân mà cao 1m55 thì không vừa mẫu này đâu chị Hương Nguyễn ạ. Chị theo dõi những cái mẫu khác bởi vì em còn rất là nhiều mẫu chị vừa chị nhá. Còn rất là nhiều mẫu cho chị vừa, chị theo dõi và chia sẻ like giúp em để em chuyển mẫu đấy nhá. Mọi người ơi đợi em tầm 1 phút để em qua một mẫu khác cho các chị nhá. Em qua một mẫu khác cho các chị mà dưới 70 cân là vừa. Mọi người đừng rời mắt khỏi livestream nhá. Mọi người ơi ai thích cái mẫu mà mang ôi giời. Cái mã mà mẫu em vừa mặc thì comment cho em mã số là 004 các chị nhá. Mã số 04 để được chốt đơn các chị ạ. Bây giờ đợi một chút thôi, mẫu nhà em đang đi thay đồ rồi. Ok chị Hạnh Trần nhá. Váy gen cổ thuyền shop nhé. Ok chị nhá. Mọi người ơi, mọi người vào thì chia sẻ like giúp cho shop em với ạ. Chia sẻ live stream và comment thật là nhiều số điện thoại vào nhá. Comment thật là nhiều số điện thoại vào để bên em còn chốt mini game cho các chị nhá. Chốt để hôm nay tặng miễn phí váy cho các chị luôn này. Xem là hôm nay ai là người may mắn trúng giải mini game bên em nhá. Chỉ đợi một phút thôi, mẫu nhà em đang đi thay đồ rồi các chị nhá. Em bên em sẽ like từng mẫu một các chị nhá. Bởi vì quá nhiều mẫu luôn mà mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng xinh ấy. Mẫu nào cũng muốn like á, nhưng mà phải like từng mẫu đúng không ạ? Mọi người cứ theo dõi nhá, đừng rời mắt khỏi màn hình các chị nhá. Bây giờ bên em sẽ like một mẫu mới đây này. Chị Ngọc Hạnh ơi, chị 04 màu da, chị cho em cả số điện thoại nữa ạ. Chị cho em cả số điện thoại nữa nhá. Để được chốt đơn. 86 người ơi, mọi người vào thì nhớ chia sẻ like đi. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là bên em sẽ chốt mốc mini game rồi để lướt nhá. Nên là các chị comment thật là nhiều số điện thoại và giúp em ạ. Các chị ơi em chuyển qua mã số 40 nhá. Xem bộ đỏ đen em mặc. Chị Hà Nguyễn ơi, bộ đỏ đen này thì của nhà em nó là hàng thiết kế hàng cao cấp. Hàng thiết kế hàng cao cấp ấy, em không like hàng đó nha các chị nhá. Gen xem váy gen xòe màu hồng sao chị? Gen xòe màu hồng. Cái này đúng không chị? Cái này là mã số 46 của bên em này. Mã số 46 của bên em có giá là 160.000. Chị ưng thì comment cho em là 46 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho các chị nhá. Ưng thì comment cho em đi ạ. 46 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho. Mẫu này xinh cực luôn. 160.000 chị nhá. Mẫu này vừa nãy em like rồi đấy ạ. Em chuyển qua mã số 40 này các chị này. Em chuyển qua mã số 40 nhá các chị nhá. Giá là 160.000 set yếm này, hai chi tiết này. Trong nó là một cái áo phông trơn màu trắng ạ, trong một cái áo phông trơn màu trắng. Trong một cái áo phông trơn màu trắng và ngoài là một cái yếm nhá, chất là chất thô mềm các chị ạ. Chất thô mềm này, giá chỉ 160.000 thôi ạ. 160.000 set yếm hai chi tiết cho anh nhanh tay comment cho em nào. Chất các chị nhìn thấy chất thích không ạ? Mẫu này á, các chị đằng sau của nó có chun này các chị này. Đằng sau của nó có chun. Cho nên là những chị nào dưới 70 cân là vừa nhá. Các chị dưới 70 cân là vừa, từ 40 cho đến 70. Và những chị nào kể cả là các chị bầu to cũng mặc được luôn ạ. Bởi vì chỗ này nó là phần eo trên rồi. Bụng của các chị sẽ ở đây này. Co giãn, à cái này là nó rộng thoải mái luôn nhá các chị nhá. Rộng thoải mái cho những chị bầu to luôn ạ. Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em là mã số 40 ạ. 40 kèm màu kèm số điện thoại. Màu em mặc là màu nâu tây các chị nhá. 40 này màu em mặc là màu nâu tây này. Anh có màu xanh bộ đội này. Em có màu xanh bộ đội nữa nhá. Còn 2 chiếc màu xanh bộ đội, 3 chiếc màu nâu tây. Và còn 1 chiếc màu vàng các chị ạ. 1 chiếc màu vàng cho anh nhanh tay comment cho em nhá. Nhanh tay comment cho em là mã số. Chào em nhá, là mã số 40 ạ. 40 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. Yếm xinh cực kỳ luôn ấy.
Chào chị Vàng Len nhá. Có chị nào lấy mẫu này không nào? Có chị nào lấy mã 40 này comment cho em đi, xét yếm hai chi tiết. Bình thường thì mình đi mua một cái áo phông ở trong các shop ấy, nó cũng khoảng từ 100 cho đến 150 cái áo phông trơn trắng này rồi. Nhưng mà đây nhá, được cả áo mà được cả váy mà chỉ có 160.000 các chị ạ. Hai chi tiết luôn nhá, kể cả là mình không mặc với váy thì mình có thể tách ra, mình mặc cái áo này với quần short này hoặc là quần bò này hoặc là chân váy đều được các chị ạ, rất là tiện luôn, thành ra mua một mà được hai nhá. Mua một mà được hai chỉ có 160.000 thôi. Áo ở trong này thì nó là dáng dài các chị, áo ở trong này đây này nó dáng dài tít tận dưới này cơ. Nó như một cái áo phông bình thường mà các chị đi mua thôi chứ không phải là crop top, cho nên là ai cũng mặc được nhá. Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em đi ạ. Chất mát thích cực kỳ luôn ạ. Dưới 70 cân là vừa mẫu này. Màu nâu tây nhá, màu nâu tây này mặc rất là sáng da luôn, dưới 70 cân là vừa. Ai lấy mẫu này thì comment cho em đi nào, mã số 40 ạ. Mã số 40 các chị nha, 40 nâu ok Phương Thảo Nguyễn này. Giá 160.000 chị Mai Trần ạ. Giá 160.000 nhá, cho chị nào nhanh tay comment cho em. Màu nâu này thì em chỉ có 3 chiếc thôi, màu nâu này có 3 4 chiếc thôi này, màu xanh bộ đội này thì còn tầm 2 3 chiếc gì đấy. Màu vàng em còn đúng 1 chiếc này thôi, cho chị nào nhanh tay comment nào. Vàng còn đúng 1 chiếc thôi nhá các chị nhá. 40 vàng dồn đơn ok chị Thư Sinh nhá. Chị nào lấy 40 không ạ? Em hết 40 vàng rồi nhá các chị nhá, hết 40 vàng rồi. Còn nâu và xanh bộ đội thôi, cho chị nào lấy nào. Còn nâu và xanh bộ đội cho chị nào nhanh tay comment cho em nhá. Sáng nay bên shop gọi chiều ship hàng hôm qua mình. Chị Phương Thảo Nguyễn ơi, để tí nữa nhá, để tí nữa em báo các bạn ở trong kho xem là đã cho đơn đấy của chị đi chưa nhá chị nhá. Thì nếu mà chưa cho đi thì em gộp luôn cho chị ạ. Không thì chị gọi lại cái số hotline mà sáng nay gọi cho chị đấy, thì chị báo bạn đó là giữ đơn để còn dồn đơn nha các chị nhá. Chị nào ưng mã 40 này nữa không ạ? Comment nốt cho em đi hai màu này các chị này. Màu nâu ok chị Trúc Thanh này. Còn một chiếc màu nâu nữa thôi ạ. Còn một chiếc màu nâu nữa cho chị nào nhanh tay comment nhá. Còn một chiếc màu nâu nữa cho chị nào nhanh tay comment. Còn của em đang cầm là màu xanh. Màu xanh này cũng rất là tây các chị ạ. Màu xanh bộ đội này mặc lên nhìn tây cực kỳ luôn nhá. Chị nào lấy thì comment cho em đi nào. Mã số 40 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 40 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá, dưới 70 cân là vừa, nâu tây ok Phương Vi. Các chị ơi, màu nâu này màu nâu này em hết rồi nha các chị nhá, màu nâu này em hết rồi ạ. Còn chị nào lấy màu xanh nữa không ạ? Chị nào lấy màu xanh comment nốt cho em đi, comment nốt cho em đi để em chuyển nhá. Chị nào lấy màu xanh này comment cho em đi, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn này. Chị ơi, chị Huỳnh Thi ơi, em không like len nữa chị ạ, à, em không like len nữa đâu. Chị nào lấy mẫu này không ạ? Màu xanh này rất là đẹp. Các chị có thể vào những cái like cũ của em để xem em mặc màu xanh. Màu xanh này mặc lên tây lắm các chị ạ. Thật sự thì phải mặc lên người thì mới thấy được ấy. Màu xanh này cũng rất là đẹp các chị nhá. Hay là các chị đợi em tí để em mặc màu xanh cho các chị xem luôn. Đợi em tí em lồng cái màu xanh này vào cho các chị xem luôn nhá các chị nhá. Mọi người chờ một chút nhá, còn ai muốn xem màu xanh thì bây giờ mẫu em sẽ thay đây ạ. Chỉ có giá là 160.000 thôi, chị Thu Hoài, chị Bùi Thủy nhá. 160.000 một set cả áo lẫn váy này, cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Cả một set này mới có giá là 160.000 thôi. Bình thường các chị mua cái áo phông không thôi là nó cũng là hơn 100.000 rồi các chị nhá. Rẻ thì cũng phải là hơn 100.000 rồi. Đây nhá, màu em mặc màu xanh bộ đội đây nhá các chị nhá. Xanh bộ đội này, màu này cũng rất là đẹp, mạng yếu mình không xem được. 160.000 đấy các chị ạ. Chị nào ưng mẫu này thì comment cho em đi nào. Màu xanh em đang mặc đấy nhá. Em đang mặc là màu xanh ạ. Em còn 3 chiếc màu xanh cho chị nào nhanh tay comment nào. Còn 3 chiếc màu xanh cho chị nào nhanh tay comment cho em là mã số 40 màu xanh. Áo đỏ chị đang mặc có bán không? Chị Cát Phượng ơi, cái đỏ này thì nó là hàng cao cấp nha các chị nhá. Cái đây này em giới thiệu luôn cho các chị xem này. Đây là cả một set này, áo và chân váy rời nhau các chị nhá. Đây là chân váy xòe này và đây là áo này, đây là cả một bộ luôn. Hàng này là hàng thiết kế nhá. Giá của nó là 580.000 các chị nhá. Bộ này là 580.000 này, nó có size. Các chị nếu mà thích thì để lại số điện thoại và cân nặng chiều cao thì em sẽ tư vấn cho các chị nhá. Đây là hàng thiết kế, là hàng cao cấp nhá. Giá là 580.000 các chị nhá. Đó là một set luôn này, áo và chân váy rời nhau nhá các chị nhá. Chân váy xòe này, áo này cực kỳ xinh đúng không ạ? Đây. Đấy, nó còn có cả màu trắng nữa các chị ạ. Có màu đỏ và màu trắng nhá. Chị nào thích thì để lại số điện thoại rồi bên em sẽ tư vấn cho lấy đúng size các chị nhá. 40 xanh ok Linh Kiều này. Váy đỏ đen của em bao tiền? 580.000 các chị nhá, một set hàng thiết kế ạ. À, em còn hai chiếc màu xanh nữa cho chị nào comment cho em là 40 màu xanh nào. 40 màu xanh kèm số điện thoại các chị nhá, để em qua mẫu luôn. Em còn có hai chiếc này nữa thôi là em hết hàng, em qua mẫu rồi. Chị nào lấy comment nốt cho em đi là 40 màu xanh để em chốt đơn nhá chị nào. 40 màu xanh kèm số điện thoại em chốt đơn, xanh này là xanh bộ đội. Chất là chất yếm, là thô mềm nha các chị nhá, chất yếm thô mềm.
phông trơn trắng này. Cái này á, các chị mua về các chị tách ra, các chị mặc với những đồ khác cũng được nhá. Tách ra mặc với những đồ khác cũng được, rất là tiện luôn. Có 160.000 bằng tiền mình mua một cái áo phông mà được cả một cái yếm hai chi tiết, mặc về thành hai chiếc luôn các chị ạ. Chị nào lấy mẫu này không nào? Chị nào lấy 40 này nữa comment note cho em đi để em chuyển mẫu đây ạ. Chị nào lấy 40 comment note cho em chuyển mẫu nhé. Chị bê cho em được cái van ra. Để em chuyển mẫu sang một mẫu khác nhé các chị nhá. Chị nào lấy mẫu này không ạ? Chị nào lấy mẫu này comment note đi, em qua mẫu đây. Đứng đây cho các chị 1 phút nữa để các chị ngắm nốt này. Dưới 70 cân là vừa các chị nhá. Dưới 70 cân là vừa, chôn ở đằng sau, co giãn thoải mái từ 40 cân đến 70 cân. Cho ai nhanh tay comment ạ. Cho ai nhanh tay comment cho em là 40 kèm màu kèm số điện thoại để được chốt đơn ạ. Màu xanh bộ đội các chị nhá. Màu em mặc là màu xanh bộ đội, chị nào lấy nữa không? Để cho mình set thiết kế đỏ nhé. Chị Thư Sinh rồi ok, em dồn đơn set thiết kế đỏ vào cho chị, tí nữa em gọi điện thì em sẽ tư vấn sau nhé chị nhá. Có màu gì nữa chị Bùi Thủy, em còn đúng màu xanh thì thôi. Cái này thì em còn đúng hai bộ màu xanh này nữa thôi các chị nhá. Chị nào lấy thì comment cho em đi ạ. Chị nào lấy thì comment cho em là 40 màu xanh nhá. 40 màu xanh kèm số điện thoại ạ. Em chuyển mẫu đây ạ. Em qua váy voan cho các chị nhá. Mọi người ơi, chờ một chút nha, mẫu em đang đi thay đồ rồi. Em sẽ giới thiệu đến cho các chị một mẫu von này, cực kỳ sốc luôn nha các chị nhá. Giá cũng cực kỳ sốc luôn, đợi một chút thôi. Mẫu này em đang đi thay đồ rồi, các chị nhớ là chia sẻ like giúp cho shop em nhá. Ấn theo dõi Facebook này, chia sẻ like này để được mua hàng đẹp giá rẻ các chị nhá. Bên em sẽ chuẩn bị thay qua một mẫu này cực kỳ sốc nhá. Có ai muốn mua váy với giá 99.000 không ạ? Giá chỉ có 99.000 một chiếc váy thôi các chị nhá. Có ai hóng không ạ? Hóng thì chia sẻ nhiều cho em với nào. Chia sẻ nhiều cho em nhá. Chị Bùi Thủy ơi, 1m65 không ngắn tí nào đâu. Cái đấy đó là dáng dài chị nhá. Em là 1m62 đấy ạ. Cái đấy dáng dài em mặc qua gối nhá. 1m65 không ngắn đâu, mặc đẹp lắm. Nhà em có một mẫu 1m67-68, mặc mẫu đấy lên cũng đẹp chị ạ. Chị ưng thì chị nhanh tay comment cho em nhá. Ưng thì chị nhanh tay comment cho em là mã số 40 màu xanh kiểu xuống phải, em chốt cho các chị. Em chỉ còn hai chiếc thôi, em chuyển có một mẫu nữa. Bây giờ mẫu này em bán 99.000, có chị nào thích không nào? Mẫu váy von mà em bán có 99.000 thôi, von hai lớp này các chị này, von hai lớp em bán 99.000 cho chị nào nhanh tay comment vào đây. Là của em mặc là von 1 nhá các chị nhá. Cái của em nặng mà von 1 này, chị nào lấy thì comment cho em. Chị nào lấy thì comment cho em, của em là von 1 kèm số điện thoại 99.000 em chốt. Cái này thì hàng không có nhiều đâu, hôm nay hàng hot cho các chị luôn này. Chất con rất là nhẹ luôn nha các chị nha, chất con nhẹ này. 40 xanh ok Thảo Dương, ok Bùi Thủy. Mọi người ơi, 40 xanh em hết hàng rồi nhá. 40 xanh em hết hàng rồi, bây giờ em qua mẫu váy von nhá. Qua mẫu váy von này ok Hà Nguyễn nha các chị nha. Ok Hà Nguyễn, qua mẫu váy von cho chị nào nhanh tay comment vào đây nào. Qua váy von cho chị nào nhanh tay comment vào đây cho em nha các chị nha. Mã số của em đang mặc các chị chỉ cần comment cho em là váy von thôi. Comment cho em là von 1, von 2 cứ thế thôi nha các chị nha. Của em là von 1 nha. Chị nào thích mẫu von 1 này không ạ? Chị nào thích mẫu von 1 này thì comment cho em. Hàng có ít lắm các chị ạ. Hàng có ít cực kỳ và sẽ chốt nhanh cho những ai comment nhanh thôi nha. Cái này nó là chất von này, hai lớp này, dưới 65 cân là vừa các chị nhá. Dưới 65 cân là vừa các chị nhìn đi ạ, cực kỳ đẹp luôn này. Hoa nha các chị nhá. Nền xanh hoa trắng nhá, nền xanh hoa trắng cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là von 1 đi nào. Chị nào lấy mẫu này comment cho em von 1. Mùa hè mặc cái này mát ơi là mát luôn các chị ạ. Mùa hè mặc cái này thích cực kỳ, rất là nhẹ và mát nhá. Dưới 65 cân là vừa, cho ai nhanh tay comment cho em là von 1, von 2 kèm số điện thoại để em chốt đơn. Von 1, von 2 kèm số điện thoại để em chốt đơn nha các chị nào. 99.000 thôi nha các chị nhá. 99.000 cho ai nhanh tay comment. Chị nào lấy mẫu này không nào? Chị nào lấy mẫu này nhanh tay comment von 1 kèm số điện thoại ạ. Von 1 kèm số điện thoại để em chốt đơn. Cái đấy không phải là váy đâu chị ơi, nó là phông chị Nguyễn nha. Chị nào lấy von 1 này không? Rất là sang luôn này. Kể cả các chị không mặc, các chị có thể mua cho chị, cho cô, cho mẹ mình. Cái này dễ mặc, ai cũng mặc được nha các chị nhá. Ai cũng mặc được. Cứ dưới 65 cân là vừa, mùa hè mặc cái này thích rồi thích. Các chị có thể làm mặc ở nhà cũng được, hoặc đi chơi đâu đấy bình thường buổi tối, các chị mặc đi biển cũng được các chị nhá. Váy von này, váy von này 199.000 các chị nhá. 99.000 mẫu này thôi ạ. Ai lấy nhanh tay comment đi ạ. Chị Hoàng Chuyên ơi, 60 cân vừa thoải mái chị nhá. Cái này này co giãn thoải mái luôn này các chị. Nó không co giãn nhưng mà nó rất là rộng này, suông rộng cực kỳ luôn nhá. Cái von 1 vừa nãy thì chỉ có một chiếc thôi. Chị nào thích thì em để lại cho nhá. Đây là hàng nhà em bán buôn, còn sót lại một chút thì em xả nốt giá sốc cho các chị nhá. 99.000 các chị có thấy đẹp không ạ? Von cực kỳ đẹp và mát luôn này, cực kỳ thích luôn nhá. Có áo thun. Cái này nhá, dành cho
Các chị này từ 45 cho đến tầm 65, 66, 67 cân vẫn vừa các chị nhá. Đây này, thoải mái luôn này. Đấy, mặc mùa hè cực kỳ mát luôn. Giá chỉ có 99.000 thôi, có ai hóng không ạ? Em được áo yếm không? Chị Thúy Ngoan ơi, em chốt áo yếm cho chị rồi nhá. Các chị ơi, còn chị nào lấy von 1 không nào? Mẫu của mẫu em mặc là von 2 các chị nhá. Von 2 này, von 1 này, em có đúng một chiếc cho chị nào nhanh tay comment cho em nào. Lấy Hoàng Chuyên ơi, chị lấy mẫu nào hả chị? Các chị nào lấy mẫu của em thì comment cho em là von 1 kèm số điện thoại nhá, 99.000 thôi các chị ạ. Von 1 kèm số điện thoại, có 99.000 mẫu này cho ai nhanh tay comment cho em nào. Tất cả các chị comment đặt hàng phải có số điện thoại này. Của em đây dưới 65 cân là vừa các chị nhá, dưới 65 cân là vừa. Ai ưng mẫu này thì comment. Ai ưng mẫu này thì comment cho em nhá các chị nhá. Cái này á các chị đến 67 cân. 67 cân cũng được các chị nhá. Đến 67 cân luôn. Dáng này suông suông thoải mái luôn. Trang Anh Nguyễn ơi, em chốt cho chị Trang Anh Nguyễn rồi nhá. Có chị nào thích mẫu váy von này không nào? Hôm nay em bán giá sốc cho các chị 99.000 thôi. Bình thường mẫu này thì ở trong cửa hàng đang bán là 280.000, nhưng hôm nay em xả sốc cho các chị luôn là 99.000 các chị nhá. 280.000 xả sốc cho các chị 99.000 cho ai nhanh tay comment. Có áo phông 62 cân, 62 cân vừa mẫu này chị Dung Nguyễn này. Cái này dưới 67 cân là vừa nhá các chị nhá. Có váy bầu bầu mọc vừa mẫu này chị Lê Sầu ơi. Riêng mẫu này thì bầu bí hay là béo bụng các thứ bon trên thoải mái luôn nhá các chị nhá. Cứ dưới 67 cân là vừa, dưới 67 cân là vừa cho ai nhanh tay comment cho em. Chất rất là nhẹ và mát này, chất là chất von hai lớp các chị nha, rất là nhẹ và mát luôn, các chị thấy đẹp không ạ? 99.000 thôi nha, 99.000 mẫu này cho anh nhanh tay comment. Chất von nha các chị nha, mùa hè mà cái này thích cực kỳ, mình có thể mặc ở nhà bình thường mà rất là đẹp luôn. Các chị ơi, 99.000 mẫu này thôi ạ. 99.000 mẫu váy von này nha các chị nha, 99.000 mẫu váy von. Von xanh của em là von 1 các chị nha, của em là nền xanh hoa trắng này là von 1 các chị nha. Von 1 của mẫu là von 2 ạ, của mẫu là von 2 các chị nha. Chị nào lấy comment cho em. Vũ Huyền lấy một chiếc von 2 rồi, ok, chốt cho Vũ Thi Huyền một chiếc von 2 nhé chị nha. Vũ Huyền này. Các chị ơi, ai có thích không? Ok, chốt cho Phương Đặng von 2 nha. Cái này em không còn nhiều đâu nha, chỉ còn một ít để xả nốt cho các chị thôi. Nếu các chị hôm nay mà không mua thì cực kỳ tiếc luôn nha. Ngày mai sẽ không còn cái váy này với giá là 99.000 nữa đâu các chị ạ. Còn một ít thì xả nốt cho các chị nha. Ai thích thì nhanh tay đặt hàng giúp em đi nào. Mau von 1 và von 2 này giá chỉ có 99.000 thôi. Một chiếc váy giá 99.000, một von 2 lớp này các chị này. Đấy, von 2 lớp cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn nhá. Nền hoa cực kỳ đẹp luôn, yêu cực luôn. Ai thích thì nhanh tay comment nhanh giúp em nào. Không là tí nhá. Còn đâu em bán ở cửa hàng cũng nhanh lắm các chị ạ. Tại vì nó quá là rẻ luôn mà mặc lại còn mát nữa. Mùa hè tha hồ mặc luôn. Cái này ai béo bụng hay vừa sinh xong hay là tầm 66, 67 cân vẫn vừa thoải mái luôn các chị nhá. Nó rất là suông rộng đây này, thoải mái luôn nhá. Cái này mặc mùa hè thì cực kỳ mát luôn. 99.000 thôi ạ, chỉ 99.000 cho ai comment trực tiếp vào đây nhá. Ai comment đặt hàng trực tiếp vào trên line này sẽ được giá ưu đãi là 99.000, phá giá luôn nhá các chị nhá. Mẫu này bình thường đang bán là 280.000 này. Hôm nay xả lỗ cho các chị 99.000 cho chị nào nhanh tay comment cho em. Mẫu này bình thường em xỉ đã 100 mẫu này bình thường em xỉ đã là 180.000 rồi các chị ạ. Bình thường em xỉ đã 180.000 rồi nè. Xỉ cho các shop toàn bán 280 nha các chị nha. Còn hôm nay em xả cho các chị có 99.000 thôi. 99.000 cho ai nhanh tay comment nào. 99.000 cho ai nhanh tay comment xả lỗ cho các chị luôn. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em chốt cho các chị nào. Mã số đây, mẫu của em mặc là von 2, của em von 1 45 cân vừa. Vừa chị Giang Hương nhá. Chị Huỳnh Thị An ơi, em ship toàn quốc là 30.000 chị nha, ship toàn quốc là 30.000 nè. Chị Nga Thanh ơi, chị có thể là gọi lại cái số hôm qua giúp em được không? Để vì là nhìn bên sau em nhiều inbox lắm, sợ là nó bị trôi hoặc là không thể vào những cái tin nhắn chờ thì không thể trả lời chị được ấy. Chị Trần Linh ơi, trúng mini game của tối qua đúng không chị? Chị trúng mini game của tối qua hay là chưa qua, chị có mừng rõ cho em với ạ? Nếu mà các chị trúng mini game, các chị liên hệ vào số điện thoại hotline của bên em đã ghi ở trên trang cá nhân rồi nhá các chị nhá. Chị lấy hai bộ, em ở đâu? Em ở Hà Nội và em nhận ship code toàn quốc đồng giá 30.000 chị Giang Hương ạ. Chị lấy bộ nào ạ? Chị comment rõ giúp em mã số được không? Cái xanh lá em đang mặc của em là 99.000 chị Võ Thị Trường nhá. Của em là 99.000, của em là von 1. Có đúng duy nhất một chiếc này thôi, cho chị nào nhanh tay comment cho em là von 1 kèm số điện thoại em chốt cho các chị ạ. Von 1 kèm số điện thoại của em mặc em chốt cho các chị luôn nhá. Chất von này, von nhẹ hai lớp nhá.
có duy nhất một chiếc thôi, von một duy nhất một chiếc cho chị nào, nhanh tay comment giúp em chốt luôn cho chị nào. Von một kèm số điện thoại 99.000 các chị nhá. Bán giá lỗ cho các chị luôn này, bán lỗ cho các chị luôn chỉ 99.000 cho ai nhanh tay comment ạ. Bộ xanh là von, ok Giang Hương von 1 nhá. Ok Giang Hương von 1. Chúng tối qua chị Trần Linh ơi, chị vào trong trang cá nhân của em, ở dưới cái tên nick Facebook của em ghi tất cả những cái số điện thoại hotline của bên em, và chị chọn cái số đuôi số là 0186 chị nhá. Đuôi số 0186 chị liên hệ để nhận quà chị nhá. Ok, chốt cho chị Giang Hương nhá. Chốt cho chị Giang Hương mẫu của em này. Em chuyển còn chị nào lấy von 2 không nào? Chị nào lấy von 2 thì comment nốt cho em nào. Von 2 em còn rất là nhiều các chị nhá. Von 2 ôm số lượng có rất là nhiều luôn này. Chị nào lấy von 2 thoải mái đi, von 2 cực kỳ đẹp này các chị này. Von 2 có cọc đấy nha các chị nhá. Comment thoải mái cho em von 2, von 1 em hết rồi ạ. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ bán cái von 2 này nhá. Von 2 nền hoa cũng cực kỳ xinh luôn này. Quá là xinh luôn nhá. Chị nào không mua cực kỳ tiếc luôn. Mỗi cái này đâu nhỉ? Còn ui, chỉ còn 5-6 chiếc này nữa thôi này các chị này. Chỉ còn 5-6 chiếc nữa thôi. 2-4-6 tôi cho hai chị rồi. Chỉ còn 5-6 chiếc nữa thôi các chị nhá. Các chị nào mà nhanh tay thì em sẽ nhường cho chị đấy. Chỉ có giá là 99.000 thôi nhá. Chị Huyền Đông. Ok chị, inbox địa chỉ. Em chào chị Thiện Đăng Lê ạ. Vâng, ok chị nhá. Ok chị Huyền Đông nhá. Mọi người ơi, ai thích mua cái váy này với giá 99.000 nữa không thì comment nhanh cho em nào. Von 2 kèm số điện thoại nhá. Von 2 kèm số điện thoại để được chốt đơn nhá. Giá chỉ có 99.000 chiếc váy mà em đang mặc thôi. Mặc mùa hè cực kỳ mát luôn các chị này, thoải mái luôn nhá. Chị nào béo bụng một chút cũng được nha. 66-67 cân mặc thoải mái luôn nhá. Chị Huỳnh Thị An ơi, chị lấy một cho chị hai bộ các chị ơi. Các chị đặt hàng thì ghi lại để lại số điện thoại giúp em với ạ. Chị Huỳnh Thị An, chị lấy 1 và 2. Chị để lại số điện thoại giúp em nhá. Chị Giang Hương. Chị Giang Hương vừa nãy à. Von 1. Chị Giang Hương ơi, chị 2 bộ nhưng mà 2 bộ von 1, von 2 hay là chị lấy 2 bộ von 1, von 1 thì em hết rồi chị nhá. Em chỉ còn von 2 này thôi này. Nếu mà chị mua von 1 và von 2 thì chị ok giúp cho em với nhá. Các chị ơi, của em mặc là von 3 các chị nhá. Von 3 này thì em chỉ có một chiếc thôi các chị ạ. À. Von 3 này chỉ có một chiếc cho chị nào nhanh tay comment cho em là von 3 kèm số điện thoại nhá. Von 3 kèm số điện thoại thì em chốt cho các chị ạ. À. Von 3 kèm số điện thoại giá là 99.000 này, cực kỳ xinh luôn các chị ạ. À. Von 3 nhá, chị nào lấy von 3 nhanh tay comment cho em đi nào, 99.000 thôi. Nhanh tay comment chị nào, nhanh tay comment cho em trước đầy đủ thông tin là mã số kèm số điện thoại thì em sẽ chốt cho người đó trước các chị nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhanh nào. Von 1 và 3. Ok, Giang Hương lấy von 3 rồi nhá. Để em chuyển qua von 4 cho các chị nào. Giang Hương lấy von 3 rồi ạ. Mọi người ơi, cái von 2 này cũng cực kỳ xinh mà cực kỳ đẹp luôn ấy. Đây này, màu xanh cực kỳ mát luôn. Mùa hè thì cực kỳ mát mẻ luôn các chị nhá. Cái này mặc mùa hè thì cực kỳ thích luôn. Mát ơi là mát mà tha hồ luôn nhá. Ai béo bụng một chút cũng thoải mái luôn các chị ạ. Ok, von 2 và von 3. Đấy, bạn này. Chị Giang Hương ơi, à quên nhầm, chị Huỳnh Thị An ơi. Von 3 em hết rồi, em đã chốt cho chị Giang Hương mất rồi. Chị lấy von 2 đợi một chút nhá. Mẫu nhà em đang thay một mẫu nữa. Xong rồi chị chọn cả hai cái cùng em nhá. Ok chị Thu Phương. Chị Thu Phương một chiếc cho chị Thu Phương von 2 này. Úi xạ đâu nhỉ. Các chị ơi, đây là hàng xả rồi các chị nhá. Hàng xả thì các chị lưu ý giúp em là em chỉ chốt số lượng thôi, cho nên là các chị vui lòng là không đổi hàng giúp em nhá. Đã chọn rồi thì đừng đổi giúp em nhá, bởi vì em có số lượng thôi nên là em chốt cho chị nào thì chị để chị lấy chắc chắn giùm em với nhá. Em sẽ không đổi đi đổi lại đâu, bởi vì đây nó là hàng xả rồi các chị ạ. Ok, các chị ơi, chị Thu Phương von 2. Ok, Thu Phương von 2 này. Các chị ơi, của em mặc là von 4 nhá các chị nhá. Của em mặc là von 4, chị nào lấy mẫu này không nào? Ok, Giang Hương này, von 2 cộng 3, Lý Nguyễn. Các chị ơi, von 3 thì em hết rồi nhá. Chốt cho chị Lý Nguyễn một chiếc von 2 nhá. Chốt cho Lý Nguyễn một chiếc von 2 nào. 3 em hết rồi chị Lý Nguyễn nhá, bây giờ chuyển sang von 4 nào. Chị nào lấy von 4 này comment nhanh tay cho em. Chị nào lấy von 4 comment von 2 và 4. Ok, chốt tên cho Huỳnh Thị An là von 2 và 4 nhá. Chuyển qua von 5 luôn nhá các chị nhá. Chuyển qua von 5 luôn này. Von 2. Chuyển qua một mẫu mới cho các chị đợi em một chút nhá.
bốn này có một chiếc thôi ạ, bốn này em có một chiếc thôi các chị nhá. Các chị lưu ý là tất cả những chị nào mà đặt hàng thì cứ comment vào đây cho em là số điện thoại đầy đủ đi, mã số kèm số điện thoại đầy đủ. Những chị nào mà comment đặt trước thì em sẽ nhường người đó trước, còn kể cả là những chị comment đặt sau nhá, mà em gọi cái người trước mà các chị không nghe em chuyển luôn cho người sau các chị nhá, cho nên là đặt sau thì cứ comment đi ạ. Em chuyển sang con 5 đi ạ. Von 4 em chốt cho chị Huỳnh An rồi, chị Thu Vũ Huyền nhá. Cực kỳ là nhiều nền luôn nên là các chị theo dõi giúp em nhá. Còn chị nào lấy rồi thì vui lòng là chắc chắn giúp em nhá. Tại vì thực ra là nền nào cũng cực kỳ đẹp, nền nào cũng cực kỳ xinh luôn. Lý Nguyễn chưa ra Von 5. Quỳnh ra Von 5 chưa? Ok, chị Lý Nguyễn chưa ra 5 mà chị đã comment luôn đây rồi. Đây nhá, Von 5 đây nhá các chị nhá. Chị Lý Nguyễn lấy Von 5 của em mặc đúng không? Chị Lý Nguyễn lấy Von 5 của em mặc comment ok cho em để em chốt luôn, em chuyển qua Von 6 cho các chị nào. Chị Lý Nguyễn là Von 2 và 3 mà đúng không ạ? Chị nào lấy Von 5 à? Chị nào lấy Von 5 là chị Lý Nguyễn ơi. Chị có đúng là chị lấy cái này không ạ? Chị đúng là cái này thì comment ok cho em nhá, không thì em để Von 5 cho người khác ạ. Chị nào lấy Von 5 này comment nhanh giúp em đi, 99.000 nhá chị nhá. 99.000 mẫu này cho ai nhanh tay comment đặt hàng trực tiếp cho em là mã Von kèm mã kèm số điện thoại để được chốt đơn. Đâu em xem nào. Ba 3 hết rồi. Ồ. Thế thì ba vừa nãy chốt cho. Ok, em sẽ chốt cho chị Huỳnh Thị An Von 2 và Von 3 này. Còn chị Lý là Von 2 và 5 nhá. Cởi 5 này ra đi. Ok, em chuyển Von 6 các chị nhá. Chuyển Von 6 ạ. Ok. Các chị ơi, đợi một chút nhá. Mẫu nhà em sẽ đi thay mã Von 6 cho các chị xem này. Còn chị nào thích cái mã Von 2 này của em không? Thích thì comment cho em đi Von 2. Nền hoa cực kỳ xinh luôn các chị nhá, xanh với trắng này. Ôi mùa hè mà mặc màu xanh này lên thì quá là mát luôn ấy. Nhìn thôi đã cũng đủ thấy mát rồi ấy. 2 và 4. 4 đấy vừa nãy chốt cho ai rồi ấy nhỉ? Huỳnh An Von 2 và 4. Mọi người ơi, em chuyển tiếp sang Von 6 các chị nhá. Chuyển tiếp sang mã Von 6 này. Chị nào lấy Von 6 comment cho em là Von 6 kèm số điện thoại nào. 99.000 nhá chị nhá. Von 6 kèm số điện thoại, em chốt Von 6 này thì có bục nơ ở cổ này, xinh cực kỳ luôn này. Von 6 có bục nơ ở cổ xinh cực luôn. Nền đen và hoa đỏ các chị nhá, rất là nổi luôn. Nền đen hoa đỏ vừa nổi vừa sang. Ai lấy comment nhanh cho em Von 6 đi, em chốt cho các chị. Có duy nhất một chiếc Von 6, chốt nhanh cho chị nào, nhanh tay comment cho em là Von 6 nhá. Ok, chốt cho chị Vũ Huyền Von 6 nhá. Em hết Von 6 rồi. Ok, chị Giang Hương nhá. Von 3 em chốt cho chị Giang Hương rồi. Chị Huỳnh thì An 2 và 4 ok chị nhá. Các chị ơi, đợi một chút nha. Bây giờ mẫu nhà em sẽ đi thay. Đây là 6. Von 6. Von 6 có một chiếc rồi hả Quỳnh? Von 6 em hết rồi các chị nha. Em cho chị Vũ Huyền. Chị Vũ Huyền ơi, chị dồn đơn đúng không ạ? Nếu mà đúng thì chị ghi chữ dồn giúp em nhá. Còn nếu mà chưa thì ok. Mọi người ơi, em chuyển tiếp qua Von 7 này các chị này. Chuyển tiếp qua Von 7, 99.000. Một mẫu tiếp theo nha, nền hoa vàng rất là tôn da luôn. Chị nào lấy Von 7 comment cho em đi ạ. Comment đặt hàng trực tiếp lên chốt Von 7 cho các chị nào. Chị Von Du Ly Hương ơi, đây là váy chị nhá. Đây là váy Von này, váy Von 2 lớp nhá. Cực kỳ mát luôn các chị này. Chỉ có giá là 99.000 thôi. 99.000 một chiếc váy em đang mặc này. Mùa hè mặc cực kỳ mát luôn. Chị nào lấy Von 7 comment nhanh cho em đi nào, để em chốt cho các chị nào. Ai lấy Von 7 có mình nhanh hộ em chốt cho các chị. Đây là Von 7. Bảo nó kìa, nó cắn đi. Nó làm hết một rồi. Có mình nhanh cho em các chị nhá. Von 7 kèm số điện thoại ạ. Von 7 kèm số điện thoại để em chốt đơn cho các chị nào, giá là 99.000. Chị nào lấy Von 7, Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Minh Huệ comment số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Thị Minh Huệ phải comment số điện thoại thì em mới chốt cho chị được. Tất cả những chị comment đặt hàng phải có số điện thoại mới chốt, nó không em nhường cho người comment đầy đủ các chị nhá. Chị nào lấy Von 7 comment nhanh cho em đi nào. Ai lấy Von 7 comment nhanh cho em là Von 7 kèm số điện thoại. Von 7 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị nhá. Von 7 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị ạ. Chị nào lấy Von 7 nào, số điện thoại của chị Nguyễn Thị Minh Huệ đâu ạ? Phải có số điện thoại thì em mới chốt nha các chị nha.
Ok cho chị Nguyễn Thị Minh Huệ von 7 nhá. Các chị này von 2 của em cũng cực kỳ xinh luôn nhá. Các chị nhá, ai thích thì nhanh tay comment đặt hàng giúp em nhá. Đây là mã số là von 2 này các chị này. Màu xanh cực kỳ xinh luôn nhá các chị nhá. Này. Cái này chưa mặc đúng không? Von 6 em lại chốt cho chị Vũ Huyền mất rồi, chị Như Ca. Mọi người ơi, ai thích cái mẫu em đang mặc không? Von 2 này, giá là 99.000 này các chị này. 99.000 mã von 2 này các chị này. Cực kỳ xinh luôn, mát đẹp cực kỳ luôn nhá. Màu này cực kỳ yêu luôn này. Các chị ơi, em chuyển qua von 8 nhá các chị nhá. Chuyển qua von 8, chị nào lấy von 8 không ạ? À? Chị nào lấy von 8 comment nhanh cho em là von 8 kèm số điện thoại ạ. À. Von 8 kèm số điện thoại em chốt cho các chị. Von 8 nhá các chị nhá, von 8 kèm số điện thoại. Von 7. Đây lấy cặn túi của những cái này này. Von 8 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị nhá các chị nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em là chị nào lấy nhanh tay comment cho em là von 8 đi. Von 8 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị ạ. À. Chị nào lấy không nào, von 8 kèm số điện thoại. Von 8 của em đang mặc này, màu vàng này, nén hoa xanh rất là mát luôn, trông rất là mát và tôn da các chị nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em đi ạ. 99.000 thôi các chị nhá. 62 người đang xem với mọi người chia sẻ like cho em đi nào. Chia sẻ like cho em vào trong các nhóm nha. Và chị nào lấy von 8 thì comment nhanh giúp em nào. Von 8 kèm số điện thoại rất là đẹp luôn này các chị này. Các chị nhìn rõ không? Chất cũng thích nhá. Von nha, von 2 lớp nha các chị nhá. Chị nào lấy comment cho em đi. Von 8 ạ, von 8 kèm số điện thoại. Chị nào lấy von 8 comment cho em nào. Von 8 99.000 thôi. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em nhá. 99.000 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị. Em chuyển sang von 9 cho các chị nào. Cực kỳ đẹp luôn nhá các chị nhá. Các chị nhanh tay comment chị nào comment đầy đủ thông tin trước em chốt cho chị đó này. Các chị có thể mặc ở nhà cũng được, hoặc là đi chơi đi dạo phố các thứ đều được các chị nhá. Hoặc mặc maxi, mặc thành maxi đi biển cũng ok, rất là mát và đẹp đúng không ạ? Chỉ có 99.000 thôi. Mẫu này 99.000 thì không bỏ tiền công may và tiền vải đâu các chị ạ. À, em nói thật, đây là em ôm được số lượng lớn nha các chị nhá, cho nên là em mới có giá sốc như thế này. Thu Hằng von 2 ok, chốt một chiếc von 2 cho Thu Hằng này. Thu Hằng có số điện thoại rồi đúng không nhỉ? Chốt cho Thu Hằng nhá. Chị nào lấy nữa nào, chị nào lấy nữa comment cho em là von 8 em đang mặc đi. Ok Thu Hằng. Chị nào lấy nữa comment cho em đi. Von 2 em vẫn còn nhá. Von 2 em còn 3 chiếc cho chị nào nhanh tay comment. Von 2 còn 3 chiếc cho chị nào nhanh tay comment cho em là von 2 nhá. Von 2 kèm số điện thoại em chốt cho các chị nào. Von 2 kèm số điện thoại để em chốt cho các chị nhá. Chị nào lấy không ạ? À? Chị nào lấy von 8 không? Chị nào lấy von 8 von 2 không nào? Của em mặc là 8 nhá. Của em mặc là 8 các chị ạ. À. Chị nào lấy thì comment cho em. Chị nào lấy comment hộ em là von 2 hoặc 8. Cái này chị làm gì ạ? Không thì đấy là 2 thì gì? Tên người ta ấy. Các chị ơi, em chuyển qua một nền hoa nữa này các chị này. Đây là nền cuối cùng rồi nhá, đó là von 9 này các chị này. Đấy, von 9 này, chị nào thích thì nhanh tay comment giúp em nào. Von 9 kèm cả số điện thoại nữa nhá. Giá chỉ 99.000 thôi này các chị này. Em chỉ có đúng một chiếc thôi, em sẽ chốt nhanh cho chị nào đặt nha các chị nhá. Chị nào thích mẫu này không ạ? À? Chị nào thích mẫu này comment cho em là von 8 hoặc von 9 đi. Của em mặc là von 8, mẫu mặc là von 9 các chị nhá. Chỉ 99.000 cho anh nhanh tay comment. Thật sự các chị lấy mẫu này mặc nhà, các chị lấy mấy màu thay đổi cũng được các chị nhá. Lấy mấy màu thay đổi cũng được. À, ai lấy mẫu này thì nhanh tay comment cho em là von 8 hoặc von 9. Von 9 Hương Nguyễn, Hương Nguyễn có đơn chưa nhỉ? Hương Nguyễn có đơn chưa chị ơi? Tất cả những chị comment đặt hàng phải có số điện thoại các chị nhá. Phải có số điện thoại thì em mới chốt đơn được. Các chị không có số điện thoại không chốt đơn được cho các chị đâu ạ. À. Nếu mà chị Hương Nguyễn rồi thì ok giúp em nhá. Hương Nguyễn chưa có số điện thoại, comment cho em số điện thoại đi để em chốt cho Hương Nguyễn nhá, là von 9 nhá. Chị nào lấy von 8 không ạ? À? Còn một chiếc von 8 thì thôi cho ai nhanh tay comment ạ. À? Còn một chiếc von 8. Ok Hương Nguyễn von 9 này. Ok Hương Nguyễn von 9 nhá, chốt cho Hương Nguyễn von 9 nhá. Còn ai lấy von 8 nào? Còn ai lấy von 8 hay không? Còn ai lấy von 8 comment nốt cho em nè. Ai lấy von 8 nào? Đây nha các chị nha. Còn màu này nữa nha các chị nha. Von 10 nào. Von 10 các chị ơi, có ai lấy von 10 không nào? Chị nào lấy von 10 comment cho em đi. Còn một chiếc von 10 này. Chắc cái này dơ thôi là được đúng không? Nền đen hoa vàng các chị nha. Von 10 nền đen hoa vàng cực kỳ sang luôn. Chị nào lấy comment nhanh von 10 em ghi đơn luôn nha các chị nào. Chị nào lấy comment nhanh cho em von 10 em ghi đơn luôn. 99.000 thôi nha các chị nha. 99.000 cho anh nhanh tay comment cho em. 60 người đang xem, mọi người chia sẻ like mạnh lên giúp em đi nào. Chia sẻ like để em có nhiều động lực em like nhiều hàng hot cho các chị nha. Chia sẻ like để em lấy nhiều động lực like hàng hot. Còn chị nào
Còn chị nào lấy cho em von 10 nào, chị nào lấy von 10 comment nốt cho em đi là von 10 kèm số điện thoại. Von 10 kèm số điện thoại để em chốt đơn nhá chị nào. Dưới 6-7 cân là mặc vừa chị Loan Phạm nhá. Dưới 6-7 cân là mặc vừa của em là von 8. Em mặc là von 8 và đây là von 10 các chị nhá. Dưới 6-7 cân là vừa, ai lấy thì nhanh tay comment cho em đi ạ. Ai lấy thì nhanh tay comment cho em là von 8 hoặc là von 10 kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Dưới 6-7 cân là vừa, từ 40 cân đến 6-7 cân các chị ạ. Dáng là dáng suông mặc rất thoải mái. Von 2 lớp này các chị này, nhìn chất của nó đi ạ. Đây nhá, lớp trong của nó đây nhá. Cực kỳ mịn và mát luôn, cực kỳ mịn, mềm mềm và mát các chị nhá. Ai lấy thì comment cho em đi ạ. Màu vàng của em là von 8, màu đen này là von 9 nhá. Màu vàng von 8, màu đen von 9 cho ai nhanh tay comment giúp em là von kèm mã số kèm số điện thoại em chốt cho các chị nào. Có 99.000 thôi, hôm nay sản xuất cho các chị. Bình thường mẫu này ở các shop toàn bán 280 các chị nhá. Bình thường mẫu này ở các shop toàn bán 280 nhưng hôm nay em chỉ bán cho các chị 99.000 thôi nào. Hôm nay em bán cho các chị chỉ 99.000 cho ai nhanh tay comment giúp em nhá. Von 8 hoặc von 10 kèm số điện thoại các chị ạ. Von 8 hoặc von 10 kèm số điện thoại giúp em để em qua một mẫu váy ren đấy chị nhá. Chuẩn bị qua một mẫu váy ren đây ạ. Chị nào lấy von nữa không nào? Lấy von nữa comment nốt đi, em xả nốt cho các chị giá 99.000 thôi ạ. 99.000 thôi nhá các chị nhá. Nhanh tay chia sẻ like cho em đi, nhanh tay chia sẻ like và comment đặt hàng trực tiếp vào đây đi ạ. Em chuyển mẫu đây ạ. Mọi người ơi, ai mọi người không thích cái váy von nữa thì em sẽ qua một mẫu ren mới này các chị này. Em sẽ qua một mẫu ren mới nhá. Ok chốt cho chị Loan Phạm von 10. Ok chốt cho chị Loan Phạm nhá. Cái này thì tha hồ luôn chị ơi, 6667 cân chị cũng mặc được nhá. Từ 45 đến 6667 cân nó là dáng muông ấy, cho nên cực kỳ là dễ mặc luôn chị nhá. Mùa hè thì mặc cực kỳ mát luôn. Em sẽ qua một mẫu váy ren này các chị này. Em qua một mẫu váy ren mới này. Cái mã số này là mã số 72 các chị nhá. Ok, chốt cho chị vịt ui von 8 nha. Con đấy là von 8 đúng không Quỳnh? Đấy, chốt cho chị ấy này. Màu xanh, ok chị, ok chị vịt ui. Mọi người ơi, mã số em đang mặc có mã là mã số 7. Mã số 72 à? Mã số 72 này. Em có hai màu, màu be và màu đỏ các chị nhá. Có giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Quỳnh ơi, váy này bao tiền? Cái váy này có mã số là 72 này. Em có hai màu, màu be và màu đỏ này, giá là 180.000 các chị nhá. Đây là hai tầng này. Cực kỳ xinh luôn này, trên là ren này, các chị mặc đi làm đi chơi cũng đều đẹp luôn nhá. Rất là lịch sự luôn này các chị này. Có là 180.000 thôi. Bạn mặc ren trắng kia. Chị Na Tây ơi, chị cho em cả số điện thoại nữa thì em mới chốt được đơn cho chị nhá. Chị đặt von 2 thì comment cả số điện thoại giúp em với ạ. Chị Bông Nguyễn ơi, chị chờ một chút nhá. Tí nữa thì em sẽ cho chị xem, không em sẽ dơ qua mẫu cho các chị xem này. Cái này nó là ren 3 tầng. Đấy, mã số 25 này, giá là 160.000 nhá. Màu trắng này là ren 3 tầng này các chị này. Nó mặc lên cũng giống form như của em thôi, nhưng mỗi tội là nó là 3 tầng thôi các chị nhá. Em cứ đi von 8 vào đấy thôi. Chị Hương Đinh von 5. Chị Hương Đinh ơi, em chỉ còn von số 2 này thôi này. Chỉ còn von số 2 màu này thôi này. Đây, màu này. Còn màu số 5 thì em hết mất rồi. Em chốt cho các chị hết rồi nhá. Đây còn von 2 này này thôi này chị này. Chị Hương Đinh thích màu số 2 này thì comment cho em là von 2 nhá. Kèm von 2 giúp em ạ. Chị Ánh Hồng ơi, chị 67 cân, chị hỏi cái mẫu nào ạ? À? Mẫu em đang mặc này thì không vừa nhá. Còn cái mẫu von vừa nãy thì tha hồ vừa luôn. Còn cái mẫu này thì độ khoảng từ 40 cho đến 55 cân. 55 cân. Còn nếu mà chị nào như em 60 cân nhưng mà phải cao tầm 1m63-64 trở lên thì mới mặc được nhá. Còn đâu là trung bình là từ 55 cân trở xuống các chị nhá. Nói đi để chị đi. Các chị ơi, cái này khách sáng 57 cân. Cái này các chị dưới 6
đây bình thường. Chị 60 cân và chị vẫn thừa một ít này. Ờ, cái này các chị dưới 60 cân là vừa các chị nhá. Mẫu này dưới 60 cân là vừa, từ 40 cân đến 60 cân. À, ai lấy thì nhanh tay comment cho em đi ạ. Mã số 72 giá là 180.000 này. 180.000 các chị nhá. Trên của nó là ren mềm nhá. Trên phần trên của nó là ren mềm này, cực kỳ đẹp luôn nhá chị nhá. Nhưng mà nếu mà ai 60 cân thì cũng phải cao từ 1m6 trở lên thì mới vừa được. Von 2. Rồi ok, okay Nate Von 2 nhá. Chị nào lấy mẫu này nữa nào, chị nào lấy mẫu này comment cho em là mã số 72 đi ạ. À. 72 kèm màu kèm số điện thoại thì em chốt đơn cho chị nhá. Mã số 72 ạ, à, giá là 180.000 thôi, cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Trên là trên là ren nhá, ở dưới là kiểu chân váy như kiểu là bồng bồng ấy. Cảm giác là rất là che bụng luôn các chị này. Mặc mẫu này vừa eo vừa che bụng. Hôm nay em bán cho khách hàng một chị bụng to và mặc mẫu này lên gọn nên là gọn, đẹp luôn là đẹp luôn nhá các chị nhá. Đây này chị này, cái này nó có hơi có giãn một tí này chị nhá. Hơi co giãn một tí này. Đây em 60 cân này. 60 cân mà vẫn còn hơi giãn ra một tí này. Đấy. Nó sẽ giãn ra một tí nhá. Ok chị Nguyễn Tuyết Nhung nhá. À, Loan Phạm bên lấy con số 10 cái nào. Chị Loan Phạm ơi, tí nữa bên em sẽ có người gọi điện chốt đơn xin địa chỉ của chị và bên em sẽ cho đi hàng luôn chị nhá. Sẽ cho đi hàng luôn nên là chị yên tâm nhá. Chị nào lấy mẫu này nữa không ạ? À? Chị nào lấy mẫu này comment cho em đi là mã số 72 ạ. À. Mã số 72 kèm màu kèm số điện thoại em chốt cho các chị nhá. Mã số 72 này. Giá là 180.000 ạ. À. 180.000 cho ai nhanh tay comment cho em nào. Chị Bùi Thủy ơi, 63 cân nhưng mà chị cao 1m bao nhiêu ạ? À? Nếu mà chị cao dưới 1m6 em sợ là không vừa đâu. Chị comment cho em xin cả chiều cao nữa nhá. Mình là gì nhỉ? Chị Nguyễn Tuyết Nhung ơi, chị vào inbox luôn và cái đăng phát livestream này nhá. Là Quỳnh Anh giúp em nhá. 1m65 thế thì chị mặc được chị ạ. 63 cân và 1m65 thì cũng như em thôi. Em 60 cân cao 1m64-65 này. Mà em vẫn còn hơi thừa một tí này. Thì chị mặc được nhá. À, ai còn thích cái mẫu em đang mặc không các chị? Mã số là 72 này, em có màu đỏ và màu be này các chị này. Giá là 180.000 nhá. Chị nào thích thì comment cho em nhanh nào. Eo chị 85 mã. Eo 85 được. Em đây tận 8 mấy cơ mà. Phần bụng này của em tận 88, 87, 88 đấy chị ạ. Có ai lấy mã số 72 này không, comment nhanh giúp em đi là 72 cực kỳ đẹp luôn này các chị này. Hai màu và màu be và màu đỏ giá là 180.000 nhá. Màu be và màu đỏ cực kỳ đẹp. Từ 45 cân cho đến 60 cân là vừa các chị ạ. 45 cân đến 60 cân là vừa. Có màu đen không? Màu đen em không có chị ơi. Em không còn màu đen đâu ạ. Em chỉ còn hai màu, màu be và màu đỏ thôi này. Chị nào thích thì nhanh tay comment giúp em nhá. Mã số là 72 này, kèm màu, kèm số điện thoại để được chốt đơn nhá. Có chị nào ưng cái mẫu này nữa không ạ? Nếu mà không ai ưng mẫu này nữa thì em sẽ qua mẫu chị nhá. Em sẽ qua một mẫu mới đây ạ. Mã số 72 này có ai thích không ạ? 72 này có ai thích thì comment cho em ạ. Comment cho em là mã số 72 các chị nhá. Màu này các chị này, chị nào lấy nữa comment nhanh cho em đi ạ. Lấy nữa thì comment nhanh giúp em các chị.